Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn học sinh đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay của IDB. Hội thảo của chúng ta sẽ trình bày về danh sách ngành nghề và cơ hội định cư cao tại hai tỉnh bang là Ontario và British Columbia. Hội thảo sẽ diễn ra từ lúc 9 giờ đến 11 giờ và để giúp cho các bạn học sinh khác có thể có những cái thông tin cập nhật mới nhất thì các bạn đang tham gia có thể share livestream trên các nền tảng xã hội nhé. Đầu tiên cho Phương xin được phép giới thiệu, em là Phương, đến từ văn phòng Hồ Chí Minh 1, phụ trách tư vấn về chương trình du học tại Canada của IDB. Em xin dành một vài phút để giới thiệu về IDB Education. IDB Education cung cấp những giải pháp toàn diện về du học, về kỳ thi IELTS, tổ chức ACET và các thông tin về du học trên cổng du học Hotcourses Việt Nam. Đối với IDP du học thì IDP tự hào với hơn 50 năm kinh nghiệm tư vấn toàn cầu và 27 năm dẫn đầu tại Việt Nam. Tỷ lệ đậu visa đối với các bạn học sinh là trên 98% và IDP là đối tác của hơn 1.000 cơ sở giáo dục uy tín đối với các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, với hơn 200 văn phòng tại hơn 35 quốc gia. IDP cũng tự hào là trung tâm tổ chức kỳ thi IELTS số 1 Việt Nam với các địa điểm thi, cơ sở vật chất hiện đại trải rộng khắp Việt Nam để các bạn học sinh có cơ hội thử sức với kỳ thi IELTS là một bước quan trọng trong hồ sơ đi du học. IDP cũng cung cấp ACET là trung tâm đào tạo độc quyền Anh ngữ học thuật tiêu chuẩn Úc tại Việt Nam với đội ngũ giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Đối với Hostcode thì đối với những bạn du học sinh đang cần tìm kiếm những cái thông tin về khóa học thì đây là một cổng thông tin du học lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 350.000 chương trình có sẵn tại 78 quốc gia. Trên đây thì Phương xin chia sẻ các văn phòng của IDB tại Việt Nam. IDB đã có mặt tại 7 thành phố và tỉnh ở tại Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng và Vinh. Cùng với đó là hai văn phòng trực tuyến tại miền Bắc và Việt Nam để đảm bảo cho các bạn học sinh, quý phụ huynh trên cả nước có điều kiện liên hệ với IDB để hỗ trợ về hồ sơ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một vài lý do chúng ta sẽ chọn đi du học tại Canada. Chắc hẳn là quý phụ huynh và các bạn học sinh khi quan tâm về Canada thì đã lựa chọn cho mình được những cái lý do riêng. Hôm nay thì em xin phép điểm lại một số nét chính trong quá trình đi du học tại Canada và đất nước này. Đầu tiên, Canada cung cấp chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới và bằng cấp của Canada cũng được công nhận trên khắp thế giới. Đối với các bạn du học sinh, đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi chúng ta lựa chọn một cái chương trình đi du học để đảm bảo trong tương lai bằng cấp của chúng ta sẽ được công nhận đến với các công ty nè, các cái tổ chức giáo dục hoặc các quốc gia khác nữa. Thứ hai, đó là chính sách thu hút nhân tài của tại Canada. Canada luôn chào đón và khuyến khích sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên các thế trên thế giới cũng như tạo điều kiện làm việc và sinh sống lâu dài tại Canada sau khi tốt nghiệp. Đối với các bạn du học sinh thì sau khi tốt nghiệp các bạn có thể apply cho chính sách Postgraduate Work Permit, đó là giấy phép cho phép làm việc ở tại Canada sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó Canada cũng cung cấp những cái chương trình chất lượng với chi phí thấp, với mức học phí bậc cao đẳng chỉ dao động khoảng tầm từ 12.000 đô Canada cho một năm, bậc cử nhân khoảng tầm 19.000 đô Canada cho một năm, bậc thạc sĩ từ 20.000 đô Canada cho một năm, với mức sinh hoạt phí chỉ dao động khoảng tầm 15.000 đô Canada cho một năm. Và bên cạnh đó, với những chính sách đi làm thêm thì cho phép các bạn sinh viên cũng được trải nghiệm và thêm một phần nào đó vào cái hỗ trợ cho gia đình trong cái phần chi phí sinh hoạt. Một phần không thể thiếu đó là về sự an toàn và cái nền chính trị ổn định tại Canada. Đây cũng là một trong những cái chia sẻ mà từ những cái du học sinh, những cái bạn mà Phương đã làm việc thì các bạn cũng rất là đồng tình rằng là khi các bạn qua Canada đi học thì môi trường ở đây cực kỳ an toàn và lành mạnh. Các bạn cũng rất là yên tâm với cái hệ thống y tế rất là chất lượng để đảm bảo cho các bạn được học tập với cái điều kiện tốt nhất tại đây.
Tiếp theo thì em xin giới thiệu một cái ứng dụng đó là IDP Live. Đây là một ứng dụng độc đáo và duy nhất ở tại IDP, giúp cho các bạn học sinh có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất từ khóa học và các trường, nhận được những cái lời khuyên hữu ích từ các chuyên viên tư vấn nè, xem và trải nghiệm những cái chia sẻ từ cộng đồng sinh viên quốc tế, cũng như là cập nhật hồ sơ của mình mỗi lúc mọi nơi. Vì vậy mà các bạn học sinh và quý phụ huynh có thể quét mã QR code hoặc là tải ứng dụng để có thể trải nghiệm này nhé. Tiếp theo em xin giới thiệu hai đại diện khách mời ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong buổi hội thảo này. Đầu tiên đó là chị Nguyễn Lê Phương Dung, chị là đại diện tuyển sinh Việt Nam của trường Humber College, và chị Vân Đặng, đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của trường Douglas College. Tiếp theo đây thì em xin phép sẽ nhường quyền chia sẻ màn hình cho chị Dung để trình bày về trường Humber College cũng như là những chính sách và cơ hội việc làm tại tỉnh bang Ontario ạ. Chị cảm ơn Phương. Em xin chào các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm tới du học Canada ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Dung, là đại diện tuyển sinh của trường Humber tại Việt Nam. Và có một điều phân phắc nhỏ là em cũng là cựu học sinh của trường. Em có nhiều năm đi làm và đi học tại Canada, thì em hy vọng là chia sẻ ngày hôm nay của em một phần nào đó sẽ mang tính chất chân thật hơn. Và vào cuối buổi ngày hôm nay, trong cái phần Q&A, nếu như mà mọi người có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới kinh nghiệm học tập, đi làm cũng như là cuộc sống tại Canada, thì em hy vọng là mọi người sẽ tận dụng thời gian với em. Em xin phép được share màn hình. Thì Humber College là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất tại Canada. Trường có 3 cơ sở nằm tại thành phố Toronto. Thì Toronto là một trong những thành phố an toàn nhất ở khu vực Bắc Mỹ hiện tại. Trong vài năm gần đây, Toronto luôn lọt vào top danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới cũng như là trong khu vực Bắc Mỹ. Thì mọi người có thể thấy là ở đây có một cái chỉ số chất lượng cuộc sống, thì số điểm của Toronto xếp khá là cao, là 161 điểm, trong khi nếu như mà so sánh với Hồ Chí Minh thì em nhớ là chỉ khoảng tầm 80 điểm. Em biết rằng là khi mà mọi người nhắc tới Toronto vào thời điểm hiện tại này thì mình sẽ cảm thấy khá là e dè, vì mọi người luôn nghĩ là thành phố đông đúc người nhập cư, đông đúc các bạn du học sinh như vậy, thì liệu mình có cơ hội để kiếm được việc làm tốt tại đây hay không? Nhưng mà Toronto là thành phố tài chính lớn nhất của Canada và cũng là một trong những thủ phủ tài chính lớn nhất trong khu vực Bắc Mỹ, thì mình hãy xem Toronto như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội của mình. Đúng, em phải công nhận là tỷ lệ cạnh tranh việc làm rất cao, nhưng đồng thời cơ hội việc làm cũng rất là cao. Thì trên màn hình hiện tại là một vài những chỉ số nói lên sự thành công của trường cao đẳng Humber tại Canada. Thì ở đây, từ 2 đến 3 năm trở lại đây thì Humber hiện nay đang xếp thứ nhất ở hai tỷ lệ, là tỷ lệ sự hài lòng của nhà tuyển dụng tại thành phố Toronto và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có được việc làm trong vòng 6 tháng cao nhất so với các trường cao đẳng khác tại thành phố Toronto. Tổng số sinh viên theo học toàn thời gian tại trường hiện tại là 33.000 bạn. Nếu như tính luôn tổng sinh viên học từ xa, học online thì sẽ lên tới 86.000 bạn. Trong đó sinh viên quốc tế chiếm khoảng 9.000 bạn. Con số 6.500 hiện tại mình đang thấy trên màn hình là con số chưa cập nhật, con số mới nhất là khoảng 9.000 bạn. Thì tỷ lệ sinh viên quốc tế trên tổng số sinh viên theo học tại trường hiện tại là dao động khoảng 28 tới 30%. Thì tỷ lệ này trường cố gắng giữ tỷ lệ này để mà chắc chắn cho các bạn học sinh, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, có một cái môi trường mà các bạn thực sự có một cái cơ hội được giao lưu, được làm quen, làm thân với các bạn sinh viên bản xứ. Vì đây sẽ là cái cơ hội, cái nguồn mà mang cho mình cơ hội nghề nghiệp cao nhất. Thì thường mình chơi với nhau, các bạn sinh viên bản xứ luôn có một cái nguồn kiểu như là
việc làm mà họ quen biết hoặc là người thân họ quen biết, thì nếu mà mình có networking tốt hơn với lại học sinh bản xứ thì mình sẽ có khả năng kiếm được việc tại Toronto cao hơn. Sinh viên quốc tế theo học tại trường là đến từ hơn 130 quốc gia, và trường hiện tại là có hơn 200 ngành học, trong đó 79% các ngành học là có cơ hội cho các bạn sinh viên quốc tế thực tập. Hiện tại trên màn hình là mình đang thấy bản đồ của thành phố Toronto. Ba hình chữ nhật màu đỏ là ba cơ sở của trường. Cơ sở lớn nhất của bên trường là North Campus, nằm phía trên màn hình của mình, hướng về phía bên tay trái. North Campus nằm cách sân bay quốc tế Toronto từ 10 đến 15 phút lái xe. Và ưu điểm của campus này là campus này ở khu vực North York, là một trong những khu vực mà mức sống cũng như là giá tiền thuê nhà có thể là rẻ hơn một tí so với những khu vực khác tại thành phố Toronto. Phía dưới màn hình của mình, gần Lake Ontario, gần gần hình hồ, là Lakeshore Campus, là một trong những campus đẹp nhất của Ontario. Ở đây có quay rất là nhiều phim, xuất hiện trong rất là nhiều bộ phim. Nên thế đặc biệt, những bạn nào mà quan tâm tới các ngành liên quan tới marketing, media, design thì sẽ được trường ưu ái cho học tại Lakeshore Campus này. Và cơ sở mới nhất mà Humber vừa mới mở khoảng cách đây 2 năm là nằm ngay downtown, trung tâm của thành phố Toronto. Cơ sở này dành riêng cho các bạn sinh viên quốc tế học hệ sau đại học. Lý do vì sao mà trường mở cơ sở này ngay trung tâm thành phố Toronto đắt đỏ là vì ở đây là nơi mà các công ty lớn, các tập đoàn lớn ở Canada cũng như là trong khu vực Bắc Mỹ đặt cái gọi là cái headquarter, cái trụ sở chính của họ tại khu vực này, nên thế trường muốn mở một cơ sở ở đây để tăng khả năng networking của các bạn, giúp các bạn có một cái mối quan hệ tốt hơn với các nhà tuyển dụng. Và điều đặc biệt là ba campus này đều dễ dàng di chuyển bằng phương tiện công cộng tại thành phố Toronto. Di chuyển giữa ba campus này với nhau thì nó sẽ dao động là khoảng tầm 35 tới 40 phút bằng phương tiện công cộng như là xe bus hoặc là subway. Thì tại Toronto, thành phố rất là rộng, Canada rất là rộng nói chung, di chuyển bất cứ nơi đâu mà dưới một tiếng đổ lại thì sẽ được cho là gần. Như em có chia sẻ ban đầu là trường có hơn 200 ngành học khác nhau, thì ngày hôm nay em sẽ đi sơ qua các nhóm ngành chính của trường, và từng mỗi nhóm ngành em sẽ nhấn mạnh chú trọng vào những ngành nào đang có cơ hội nghề nghiệp định cư cao tại Ontario nói chung. Nhóm ngành đầu tiên là Fashion and Aesthetics, thì ngành nổi bật ở đây sẽ là Spa Management. Điều đặc biệt của trường Humber rằng là Humber sẽ có một phòng spa cho các bạn học sinh thực tập ngay trong khuôn viên của trường tại North Campus. Và điều đặc biệt thứ hai là ngành Spa Management này, mọi người hay nghĩ rằng là sẽ tập trung vào các kỹ năng như là chăm sóc da hay là chăm sóc da cơ thể hoặc là chăm sóc móng chân, móng tay. Đúng, trường có dạy các về mặt kỹ năng kỹ thuật như vậy. Tuy nhiên, trường chuẩn bị cho các bạn rất là tốt về cái phần management để sau này không những các bạn làm spa cho các cơ sở phục vụ, cho các cơ sở dịch vụ làm đẹp, mà các bạn có thể tự tin mở một cái cơ sở riêng của mình. Nên thế là trường sẽ đào tạo các bạn các kỹ năng liên quan tới quản lý như là về quản lý nhân sự, cách marketing cơ sở làm đẹp của mình như thế nào, cách quản lý inventory của mình như thế nào. Điều đó là trường sẽ song song chú trọng tập trung vào cùng với cái technical skill cho các bạn. Nhóm ngành nổi bật thứ hai sẽ là Business Accounting and Management. Thì có các ngành phổ biến như là kế toán tài chính, marketing, quản trị kinh doanh, và hầu hết các ngành này của bên trường là đều được chứng nhận bởi
các tổ chức quốc tế như là CPA, CFA. Nên hết khi mà sau khi mà mình học marketing xong, hoặc mình học accounting xong, hoặc là mình học finance xong, và mình muốn thi lấy những cái chứng chỉ quốc tế sau này, thì mình sẽ được miễn giảm một số môn. Và ở Humble hiện nay có một cái ngành mà sau đợt dịch Covid mọi người rất là quan tâm, đó là Supply Chain Management. Mọi người hay còn có một cái tên gọi khác là Logistics. Thì tí nữa em sẽ nói thêm kỹ hơn về ngành Supply Chain Management này, vì ngành này là một ngành đang rất là hot ở Canada nói chung, cũng như là các nước khác trên thế giới. Ở Canada nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung. Thì tí nữa em sẽ dành một ít thời gian để nói sâu hơn về ngành này. Một trong những nhóm ngành nổi bật khác của bên trường Humber sẽ là nhóm ngành về Applied Technology and Engineering. Thì ở đây sẽ có các ngành như là xây dựng, điện, mechatronics là về cơ khí, robot, dây chuyền sản xuất dây chuyền tự động. Và điều đặc biệt của trường Humber sẽ là, mọi người có thấy tòa building này không ạ? Thì building này là một trong những building của North Campus, và building này là dành riêng cho những bạn nào học về nhóm ngành kỹ thuật ứng dụng này. Điều đặc biệt của building này là building này được tài trợ xây dựng nên nó là một cái vốn tài trợ là 50 triệu đô. Đây là donation lớn nhất trong lịch sử cao đẳng công lập tại Canada. Trong tòa building này, trường sẽ kết hợp với lại 10 tập đoàn kỹ thuật lớn trong khu vực Bắc Mỹ, và 10 tập đoàn kỹ thuật này đầu tư máy móc như là hình bên tay phải của mình. Và các máy móc dây chuyền này là các máy móc dây chuyền mà họ đang sử dụng trong đời thật. Nên thế là ngay từ những semester đầu tiên, ngay từ những kỳ học đầu tiên, các bạn sinh viên của Humber đã có cơ hội được thực tập, được thực hành trên những máy móc dây chuyền hiện đại nhất hiện nay. Nhóm ngành tiếp theo mà mọi người sẽ chắc chắn là rất là quan tâm hiện nay, đó là nhóm ngành về Health Sciences and Wellness, là nhóm ngành về chăm sóc sức khỏe. Các ngành nổi bật hiện nay sẽ là Practical Nursing, điều dưỡng, hoặc là Bachelor Nursing, y tá 4 năm. Thì nhóm ngành này yêu cầu đầu vào khá là cao. GPA sẽ yêu cầu là khoảng tầm 8.9 trở lên, và tất nhiên là tiếng Anh của mình phải yêu cầu tốt. Nhưng thật ra ngoài điều dưỡng và y tá, sẽ có rất là nhiều nhóm ngành liên quan tới sức khỏe mà đang có cơ hội nghề nghiệp rất là tốt tại Toronto, ví dụ như là về nutrition, về dinh dưỡng. Thì ở bên Humber có hai ngành liên quan tới nutrition. Nếu như mà bạn nào mà thích nấu ăn, có kỹ năng về nấu nướng và thích kết hợp với dinh dưỡng, thì sẽ có một ngành là Food and Nutrition Management. Có rất là nhiều bạn học sinh Việt Nam tốt nghiệp ngành này của trường Humber ra, và các bạn có được việc làm rất là tốt trong viện dưỡng lão. Điều đặc biệt của Humber là tại Lakeshore Campus có một viện dưỡng lão ngay trong ngay ngay bên cạnh của trường, nên thế là thường là viện dưỡng lão này sẽ nhận sinh viên thực tập, và nếu mà các bạn thực tập tốt thì họ sẽ nhận các bạn sau khi mà các bạn tốt nghiệp luôn. Và nhân lực của ngành này đang đang rất là thiếu, đang rất là cần tại Canada. Ngành thứ hai mà các bạn có thể quan tâm nếu như quan tâm tới nhóm ngành liên quan tới chăm sóc sức khỏe, gọi là hearing instru để gọi là hearing instrument specialist, có nghĩa là khám về thị giác. Thì theo như mọi người biết là dân số tại Việt Nam hoặc là dân số các nước nói chung đang có xu hướng già đi rất là nhanh. Nên thế là các vấn đề về tai có rất là nhiều. Nếu như mà mọi người có cơ hội đi qua Canada, có một cái chuỗi bán đồ bán sỉ lớn tại Canada, đó là Costco. Thì mọi mọi location của Costco đều có một cái trung tâm khám thị giác, thính giác, em xin lỗi, khám thính giác. Thì ở bên trường
Mới xây dựng, mới đào tạo nên cái ngành này khoảng tầm 2 năm trở lại đây. Và điều đặc biệt của Humble là Humble có một cái clinic center dành riêng cho cái ngành này và nhận bệnh nhân thực tế tới khám. Nên thấy rằng là các bạn học sinh có được cơ hội trải nghiệm thực tế với các bệnh nhân thực tế của mình. Nên nếu như mà bạn nào muốn quan tâm tới các nhóm ngành liên quan tới sức khỏe thì mình không chỉ có là practical nursing hoặc là nursing 4 năm mà mình có rất là nhiều những cái nhóm ngành khác mà mình nên tìm hiểu trong cái nhóm ngành này. Nhóm ngành tiếp theo là về emergency services. Thì ở đây ví dụ như là mình học về cứu hỏa hoặc là cảnh sát thì thường nhóm ngành này sẽ yêu cầu thể lực rất là cao. Nhu cầu làm việc khá, nhu cầu nhân lực đang đang rất là thiếu tại Canada. Tuy nhiên là với yêu cầu thể lực cao thì thì các bạn học sinh quốc tế sẽ không quan tâm cho lắm, và thường nhóm ngành này ví dụ như liên quan tới cảnh sát thì mình cũng sẽ yêu cầu là phải có PR, là giấy thường trú nhân trước khi mà mình apply cái ngành này. Nhóm ngành tiếp theo mà bây giờ các bạn học sinh, nhất là đặc biệt là học sinh Việt Nam, rất là quan tâm là về hospitality and tourism. Thì ngành nổi bật ở đây sẽ là về làm bánh, baking, hoặc là culinary management, học về nấu ăn, hoặc là quản lý nhà hàng khách sạn. Thì điều đặc biệt của Humble là Humble có một nhà hàng nằm ngay trong khuôn viên của North Campus. Thì các bạn nào mà học về baking, học về culinary, học về quản lý nhà hàng khách sạn sẽ được thực tập ngay trong nhà hàng này. Thì ở đây em có một cái đoạn video clip ngắn giới thiệu về nhà hàng, thì em xin phép được chia sẻ với mọi người. Dạ, thì đó là một video clip ngắn giới thiệu về nhà hàng trong trường, và điều đặc biệt là nhà hàng này khá nổi tiếng với lại người dân xung quanh, nên thế là họ vẫn thường hay book bàn để tới đây thưởng thức. Nên thế là các bạn học sinh sẽ có cơ hội được thực tập trên khách ngoài, trên khách thực tế, chứ không phải là các bạn tự đóng giả với nhau. Một cái điều đặc biệt nữa là Humble, lý do tại sao mà thường các bạn học sinh muốn học liên quan tới culinary hoặc là quản lý nhà hàng khách sạn. Cân nhắc Humble, nếu như mà cái đích đến của mình là thành phố Toronto, thì tại vì rằng là Humble, giáo viên chính của Humble sẽ đứng xuyên suốt với các bạn ở những cái lớp nấu ăn thường kéo dài rất là lâu, ví dụ là từ 5 tới 6 tiếng, thì người giáo viên chính của bên Humble sẽ đứng xuyên suốt với các bạn. Sẽ có một vài nơi thì người giáo viên chính sẽ chỉ xuất hiện trong vòng khoảng 1 tiếng đầu tiên, và thời gian còn lại là sẽ là người gọi là TA, là hỗ trợ giáo viên chính đứng với các bạn. Nhưng với Humble, người giáo viên chính là đứng xuyên suốt với các bạn. Và đặc biệt giáo viên của Humble, họ không những đi dạy tại trường mà họ đồng thời vẫn là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Nên thế là những cái kiến thức mà họ truyền đạt cho sinh viên là những kiến thức mà thực tế và được update thường xuyên. Nhóm ngành tiếp theo là về Creative Art and Design. Thì thật ra bây giờ sẽ có khá là nhiều bạn thích nhóm ngành này nhưng mà e dè vì sợ rằng là sau khi mà học xong không có cơ hội kiếm việc làm tại Toronto cũng như là không có cơ hội về định cư. Đó là lý do vì sao mà ở nhóm ngành này bên Humble sẽ có những ngành như là Graphic Design, Multimedia Design, và trường thiết kế ngành học theo một cách, theo một hình thức thực tế hơn, là trường sẽ kết nối với lại những nhà tài trợ ở bên ngoài hoặc là những cái công ty quảng cáo, công ty media ở bên ngoài, và mang những dự án thực tế cho các bạn sinh viên học.
Nên thế là cái khả năng, cái kinh nghiệm, các kỹ năng của bạn sẽ được trau dồi tốt hơn, và các bạn ready để mà làm, để mà thực hành ngay sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Và thêm một cái ưu điểm của Humble với nhóm ngành này nữa, rằng là ở Lexor, như em nói ban đầu, là sẽ ưu tiên cho những bạn nào mà học các ngành liên quan tới design, học tại Lexor Campus. Vì Lexor Campus có một tòa building được gọi là Building F, và tòa building này hoạt động như là một công ty, một marketing agency, như là một công ty marketing, và sẽ lấy những cái dự án thật ở bên ngoài cho các bạn sinh viên làm. Nhóm ngành nổi bật tiếp theo là Children and Youth. Ngành nổi bật ở đây là Early Childhood Education, giáo dục mầm non. Ngành này sẽ là ngành diploma 2 năm, và điều đặc biệt của Humber là Humber có một nhà trẻ ngay trong khuôn viên của trường, nên thế là các bạn học sinh trong semester đầu thì các bạn đã có cơ hội để trực tiếp quan sát các giáo viên mầm non lâu năm giao lưu với các bạn nhỏ như thế nào. Điều đặc biệt thứ hai là Humble có một cái pathway rất là tốt để mà học lên cao hơn ở ở ngành này, ở ngành giáo 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 dục mầm non. Sẽ học thêm 2 năm nữa để lấy được bằng đại học, bằng cử nhân. Và hầu hết các bạn mà học về Early Childhood tại Humble đều có một cái feedback rằng là các bạn đều được các nhà tuyển dụng tìm tới mình ngay trước khi mà các bạn tốt nghiệp. Information Computer and Digital Technology, ngành nổi bật ở đây sẽ là về lập trình máy tính và phân tích dữ liệu. Thì ở đây sẽ là các ngành về diploma 2 năm hoặc là Advanced Diploma 3 năm. Thì mọi người cũng biết rằng là phân tích dữ liệu đang rất là hot bây giờ và cũng sẽ là xu hướng trong tương lai. Điều đặc biệt của trường là các khóa học liên quan tới IT hoặc computer đều được update trong vòng 6 tháng, có nghĩa là cứ 6 tháng trường sẽ update cái giáo trình của mình một lần. Nên thế là các bạn mà học ngành này sẽ luôn bắt kịp được xu hướng IT hiện nay đang cần gì, các bạn cần kỹ năng gì, thì các bạn sẽ được cập nhật các kỹ năng đó, được trau dồi tốt hơn các kỹ năng đó. Nhóm ngành phổ biến tiếp theo của bên trường sẽ là Community and Social Services, là nhóm ngành liên quan tới các dịch vụ xã hội. Thì ngành nổi bật ở đây là Personal Support Worker. Đây là chứng chỉ 1 năm. Ngành nổi bật tiếp theo thứ hai là Social Service Worker, là các nhân viên xã hội. Thì thật ra nhóm ngành này lương khởi điểm không cao, tuy nhiên về đang rất là thiếu hụt nhân lực tại Canada. Thì nếu như mà bạn nào có khả năng giao tiếp tốt cũng như là thích làm việc với lại con người, tại vì nhóm ngành này mình sẽ phải trao đổi với những người cần sự trợ giúp về xã hội cũng như về các dịch vụ xã hội, hoặc là cần sự trợ giúp về mặt tinh thần. Nên thế là những bạn nào mà có các kỹ năng xã hội tốt thì có thể cân nhắc đến nhóm ngành này. Một trong những cái nhóm ngành mà Humble vừa mới thiết kế nên và rất là nổi bật đó là UX UI Design. Đây là nhóm ngành kết hợp giữa công nghệ và design. Nó gọi là thiết kế trải nghiệm người dùng. Thì đây là ví dụ như là design trên các app điện thoại, trên phone hoặc là trên máy tính, trên tablet. Ví dụ như là tại sao mà mình có những người mình thích Shopee hơn, nhưng có những người mình thích Lazada hơn, là vì cái trải nghiệm người dùng của mình trên những cái app đó khác nhau. Thì nếu mà bạn nào thích design nhưng đồng thời cũng thích công nghệ thì có thể cân nhắc nhóm ngành này. Thì trên màn hình là một vài sản phẩm mà học sinh Humble tốt nghiệp đã làm. Một trong những nhóm ngành nổi bật khác của bên Humble là về skill tree. Skill tree được dịch ra tiếng Việt là lao động chất lượng cao, lao động tay nghề cao. Thì ở đây sẽ có những ngành phổ biến như là thợ hàn, thợ mộc, thợ điện lạnh. Ở Việt Nam thì
chúng ta hay xem những ngành nghề này là lao động chân tay, nhưng thật ra ở bên Canada ngành nghề này có mức lương rất là tốt, cũng như là cũng rất là thiếu nhân lực tại Canada, thì mình có thể cân nhắc ngành này. Humble rất nổi tiếng với nhóm ngành này. Humble có riêng một tòa building là chuyên dạy về các ngành này. Và khi mà các bạn bước vào tòa building đó, các bạn sẽ được thấy rằng là ví dụ như là học về sửa sửa nước đi, thì sẽ có một cái mô hình nhà và hệ thống nước như là hệ thống nước dân dụng ở bên Canada. Nên thế là ngay từ những cái buổi học ban đầu, các bạn đã được trau dồi cái kỹ năng thực hành rất là nhiều. Về âm nhạc và trình diễn nghệ thuật thì Hummer cũng có rất là nhiều ngành liên quan tới âm nhạc, nhưng mà đa số các bạn Việt Nam mình thì thường sẽ không thích cái nhóm ngành này cho lắm. Nhóm ngành này, để vào được nhóm ngành này, các bạn sẽ phải đi qua một cái buổi audition hoặc là như là casting, thì cũng đòi hỏi rất là cao. Foundation và language training thì nếu như mà bạn nào chưa đủ yêu cầu tiếng Anh đầu vào của bên trường, có thể cân nhắc về khóa học EAB của bên trường là sẽ bao gồm 8 level. Và như em có giới thiệu lúc nãy, các nhóm ngành liên quan tới design thì nhóm ngành liên quan tới design sẽ yêu cầu portfolio. Thì nếu như mà bạn nào không có portfolio hoặc là chưa tự tin về portfolio của mình thì có thể cân nhắc học qua Media Foundation hoặc là Design Foundation để mà build up được cái portfolio của mình tốt hơn. Media Public Relations and Marketing thì đây là hầu hết mọi em thấy là rằng là mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi dịch vụ xã hội đều cần marketing để mà mình quảng bá cái dịch vụ, cái Đó. sản phẩm của mình. Thì marketing, media và public relation, nếu như mà các bạn học sinh, bạn sớm cân nhắc cái ngành này thì Humber sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn, vì có rất là nhiều học sinh tốt nghiệp tại trường Humber ra và trở thành những người public relations hoặc là reporter nổi tiếng tại thành phố Toronto. Có những người tự ra họ mở những cái công ty media rất là nổi tiếng, và hàng năm họ sẽ quay lại trường để lấy các bạn học sinh, trao cho các bạn học sinh cơ hội đi thực tập hoặc là cơ hội có được công việc sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Thì trên màn hình là một vài sản phẩm liên quan tới design mà các bạn học sinh ở bên Humber làm. Để phục vụ cho sinh viên quốc tế trong quá trình mà các bạn đi học, bên trường sẽ có rất là nhiều những phòng ban hỗ trợ cho các bạn học sinh, và hầu như tất cả các dịch vụ này là miễn phí. Thì em nói nhanh qua thôi ạ. Thì đầu tiên sẽ là International Center. Thì ở đây là sẽ có chuyên gia tư vấn về di trú, nên thế là trong quá trình mà mình học có bất cứ một thắc mắc gì, khó khăn gì về study permit, về work permit thì mình có thể lên đây book lịch hẹn và mình sẽ được tư vấn trực tiếp một một miễn phí với những chuyên gia tư vấn di trú này. Learning Support Center là ví dụ như là về gia sư hoặc là các trung tâm toán học, trung tâm viết đều có những bạn gia sư hỗ trợ sinh viên quốc tế, và tất cả các điều này là miễn phí. Trung tâm quan trọng khác là trung tâm về việc làm. Thì ở đây sẽ có những chuyên gia tư vấn về việc làm. Họ sẽ ngồi xuống với mình, review resume của mình hoặc là thực hiện mock interview một một với mình. Và không phải là chỉ là những câu hỏi general, những câu hỏi chung chung, mà sẽ là những cái câu hỏi liên quan trực tiếp tới cái ngành, tới cái công việc, tới vị trí mà mình đang apply. Nên thế đây sẽ là một cái dịch vụ rất là tốt để vừa hỗ trợ các bạn học sinh tăng được cơ hội có được thực tập hoặc là có được công việc sau khi tốt nghiệp. Phòng tập gym, campus security là bên trường sẽ có một cái app, các bạn có thể book một cái người vệ sĩ, một cái người security guide để mà đi cùng với mình ra trạm xe bus, đặc biệt là vào một buổi tối mùa đông ở bên Canada, trường trời sẽ tối rất là sớm. Health service là trong tiền học mà các bạn đóng cho trường đã bao gồm phí bảo hiểm, thì
bất cứ vấn đề gì các bạn cũng sẽ được, hầu hết các bạn cũng sẽ được cover bảo hiểm, và trường có một phòng nha và một phòng khám trong khuôn viên của trường, thì mình cũng có thể book lịch hẹn với bác sĩ tại đây. Nếu như mà mọi người biết, nếu thường mọi người sẽ quan tâm diploma hoặc là advanced diploma, tuy nhiên để tăng cơ hội có được việc làm tốt hơn tại Canada cũng như là tăng cơ hội định cư sau này, thì mình nên suy nghĩ tới việc học cao hơn là học các ngành như là cử nhân. Thì bên Humber hiện nay đang là trường cao đẳng công lập có nhiều ngành cử nhân nhất là 30 ngành. 30 ngành này là trải dài ở các nhóm ngành chính mà lúc nãy em vừa đề cập. Thì ví dụ như là lúc nãy em có xin phép là ngành về ngành supply chain management, thì em sẽ nói chú trọng hơn một tí là vì em tốt nghiệp cái ngành này ra, thì ngành này cơ hội việc kiếm việc làm tại Toronto rất là tốt. Và điều đặc biệt ở Humber là nếu như mà mọi người biết về supply chain thì một công ty lớn sẽ là Walmart. Walmart là tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Thì Walmart Canada kết hợp với Humber College để thiết kế nên ngành supply chain này. Và hầu hết các ngành degree của bên Humber vào cái kỳ cuối cùng các bạn sẽ có một cái bài capstone là làm một cái project thực tế với lại những cái tập đoàn lớn, công ty lớn trong lĩnh vực mà các bạn học. Và cái capstone này sẽ là một cái điểm rất là nổi bật trong cái resume của mình khi mà mình đi xin việc. Thì có rất là nhiều ngành liên quan tới cử nhân 4 năm. Và trên màn hình là một là vài các đối tác nổi bật mà bên Humble sẽ có những connection rất là tốt để mà cho các bạn làm thực hiện các bài capstone, hoặc là đây là những nơi mà thường họ sẽ tuyển sinh viên của Humble để đi làm thực tập, hoặc là các vị trí full time sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Thì trường sẽ có 3 kỳ nhập học chính là tháng 9, tháng 1 và tháng 5 hàng năm. Để mà biết thêm chi tiết này thì mình có thể liên hệ với các bạn tư vấn bên IDB để mà biết thêm thông tin về phương thức đăng ký cũng như là ngày nhập học ở bên trường. Admission requirements thì phần này em cũng nói nhanh thôi, thì thường là quan trọng nhất sẽ là yêu cầu về tiếng Anh, IELTS 6 chấm, không có kỹ năng nào dưới 5.5 cho hệ diploma, 6.5 không có kỹ năng nào dưới 6 chấm cho hệ cử nhân và sau đại học. Ngoài ra bên trường vẫn chấp nhận bằng TOEFL, PTE hoặc là Duolingo cho yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Hiện nay phí đăng ký nộp hồ sơ bên trường là 100 đô Canada. Tuy nhiên với IDB thì đang có chương trình miễn phí nộp hồ sơ này, nên thế là các bạn nộp hồ sơ qua IDB sẽ được miễn 100 đô Canada này. Như em có giới thiệu là về chương trình EAP của bên trường thì sẽ bao gồm 8 level, thì nếu như mà bạn học sinh nào chưa có đủ yêu cầu đầu vào tiếng Anh thì có thể cân nhắc chương trình này. Đây là mức học phí trung bình ở bên trường. Thì EAP sẽ là khoảng 3.700 đô Canada trong một level. Hệ Diploma, Advanced Diploma sẽ là khoảng 18.000 đến 19.500 đô Canada cho một năm học là 2 kỳ học. Đối với hệ cử nhân sẽ là khoảng 21.000 đến 22.000 đô Canada cho một năm học, và hệ sau đại học sẽ là khoảng tầm 19.500 tới 22.000 đô Canada cho một năm học. Và một lần nữa, tiền học phí này đã bao gồm phí bảo hiểm. Thường mọi người sẽ thắc mắc là sinh hoạt phí tại Toronto có đắt đỏ hay không, thì trường ở trên màn hình là một cái bảng hoạch toán mà trường plan ra cho các bạn. Thì nếu như mà tính luôn cả phí sinh hoạt và tiền học phí sẽ dao động ở mức là 29.000 cho tới 35.000 đô Canada một năm. Theo kinh nghiệm cá nhân của em, nếu như mà bạn đi làm với số giờ cho phép, số giờ đi làm cho phép hợp pháp tại Canada hiện giờ là 24 giờ một tuần, thì các bạn có khả năng chi trả được khoảng tầm 60 đến 70% phí sinh hoạt tại Toronto. Học bổng thì trường sẽ có 2 loại học bổng nổi bật. Học bổng đầu tiên là dành cho hệ diploma và advanced diploma, thì mỗi bạn có khả năng nhận được 2.000 đô Canada và trường sẽ có những cái suất học bổng nhất định cho từng kỳ học.
Học bổng tiếp theo là học bổng rất là nổi bật của bên trường, là dành cho những cái bạn học sinh học từ lớp 12 vào thẳng chương trình cử nhân của bên trường và đã có đủ yêu cầu tiếng Anh. Học bổng này có thể lên tới 4.000 đô Canada, 4.000 đô Canada một năm và sẽ được trao lại nếu như mà bạn đạt đủ mức GPA trên 80% sau mỗi năm học tại Humber. Và học bổng này là không giới hạn số lượng. Và trên màn hình là một vài trang social media mà nếu như mà mình có bất cứ thắc mắc gì, có thể kết nối và nhắn câu hỏi qua những cái trang này. Thì em xin phép cảm ơn mọi người, phần trình bày của em ngày hôm nay là hết, và em xin gặp lại mọi người trong cái phần Q&A sau. Phần tiếp theo em sẽ xin nhường cho chị Vân, là một trường đến từ Vancouver, cũng rất là hot ở tỉnh bang BC. Rồi, xin chào các bạn. Mình là Vân tới từ trường Douglas College, thì không biết là mọi người đã nhìn thấy được cái màn hình của bên của trường chưa ạ? Tụi em đã nhìn thấy rồi ạ. Chị Vân bấm show cái màn hình nha. Ok, đã full screen chưa em? À dạ rồi á chị ơi. À, rồi xin được cảm ơn các bạn và cảm ơn IDP đã tổ chức cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì mình xin được giới thiệu nhanh, mình là Vân, hiện tại thì đã làm việc cho Chuckless được hơn 8 năm và ngày hôm nay thì rất vui vì được tham dự cái buổi webinar với một chủ đề mà Vân nghĩ rằng mọi người sẽ rất là quan tâm, đó là những cái ngành nghề mà đang được nhu cầu về tìm kiếm việc làm rất là cao ở Canada. Và ngày hôm nay thì Vân xin được nói qua đôi nét về Vancouver, về Vancouver nói riêng, về tỉnh bang BC nói chung. Thì khi mà nói tới Canada thì mọi người luôn nói rằng là ôi dồi ôi, Canada lạnh lắm và Canada rất là xa đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì Vancouver hiện tại bây giờ thì lại đang là, tức là BC được ví như là cửa ngõ của châu Á Thái Bình Dương, tức là nếu như từ Việt Nam mà mình bay sang Canada thì Vancouver là cái thành phố đầu tiên chào đón các bạn. Đó. Còn nếu mà nói về lạnh thì phải chia sẻ với các bạn là Vancouver hiện tại bây giờ thì đang là thành phố ấm áp nhất ở Canada. Nhiệt độ trung bình của mùa hè thì tầm khoảng độ 22 độ C và mùa đông thì là 8 độ C. Tức là Vancouver thì gần như không có tuyết vào mùa đông. Nhưng nếu như mà Vancouver đã đổ tuyết thì tất cả các thành phố khác cũng sẽ đổ tuyết. Một cái điểm rất là quan trọng đó là các phụ huynh khi mà đưa con đi du học thì đều đưa cái vấn đề an ninh an toàn lên đầu tiên đúng không ạ? Thì Vancouver nói riêng hay là Canada nói chung thì rất là an toàn, rất là an ninh. Vancouver thì hiện tại bây giờ là dân nhập cư rất là đông, nhưng mà để có thể nhập cư ở Vancouver thì phải là những người có tài chính này, có tiềm lực tài chính, hoặc là những người có kiến thức, có kỹ năng làm việc thì mới được định cư ở Vancouver. Và nếu như khi mà Vancouver rất là đông như, dân nhập cư như vậy thì các bạn sinh viên Việt Nam lại hoàn toàn yên tâm là khi mà mình sang bên đấy thì có sự gọi là gì nhỉ, phân biệt chủng tộc sắc tộc tôn giáo không, thì câu trả lời là không, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và sau này khi các bạn trong cái quá trình đi học, các bạn đi làm thêm này, hay các bạn ra trường các bạn xin việc, thì các bạn cũng không lo là có sự phân biệt giữa người Việt Nam hay bất kỳ một cái dân tộc nào khác, hay là dân sinh viên bản xứ, bởi vì ở Vancouver thì dân nhập cư rất là đông. Và một điểm nữa đó là Vancouver trong những năm gần đây thì liên tục được bình chọn là top 5 những thành phố đáng sống nhất trên thế giới và top 10 những thành phố xanh sạch nhất trên thế giới. Và một điểm nữa cũng rất là đặc biệt ở Vancouver cũng như là tỉnh bang BC, đó là kinh tế. Thì chắc chắn là khi mà phụ huynh cho con quyết định cho con đi học ở khu vực nào thì đều rất là quan tâm là liệu là cái cơ hội tìm kiếm việc làm của con mình trong cái quá trình đi học cũng như là sau khi tốt nghiệp như thế nào đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với slide tiếp theo. Dự đoán là trong vòng 10 năm tới, tính từ năm 2023 cho tới năm 2033, thì cả tỉnh bang BC sẽ mở ra hơn gần 1 triệu việc làm. Gần 1 triệu việc làm. Nhưng các bạn lưu ý nhé, con số 1 triệu việc làm này là một con số lớn đúng không? Nhưng nó lại không được chia đồng đều cho tất cả các khu vực tại tỉnh bang BC. Ở tỉnh bang BC theo vị trí địa lý thì chia ra làm 7 khu vực khác nhau. Thì trong đó 65% của
cái tổng số việc làm sẽ mở ra ở tỉnh bang BC thì thực tế nó chỉ tập trung ở cái khu vực đây ạ. Cái màu xanh lá cây là cái khu vực mà có diện tích nhỏ nhất nhưng lại có nền kinh tế phát triển nhất và có mật độ dân số cao nhất. Cái khu vực này nếu mà theo vị trí địa lý nó gọi là Mainland Southwest, và chúng ta hay gọi rằng là cái khu vực ở phía cái dấu chấm này này nó chính là Vancouver. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là một cái khu vực nhỏ xíu này thôi, tức là 1 triệu việc làm đã là nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái khu vực nhỏ xíu này nó đã chiếm tới 65%, cụ thể là bao nhiêu? 625.600 vị trí việc làm trong vòng 10 năm tới. Đây là một con số cực kỳ lớn. Và nếu như mà phụ huynh hay học sinh mà cứ lo rằng là không biết là nghe nói là Vancouver cạnh tranh lắm, không biết là liệu con mình có tìm kiếm được việc không, thì đây chính là những cái con số đưa ra để thuyết phục phụ huynh học sinh trong cái việc là có chọn thành phố Vancouver để đi học hay không. Còn giống như lúc nãy bạn Dung có chia sẻ là giống như Việt Nam mình thôi, hai thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội là hai thành phố lớn. Thì rõ ràng là gì? Cạnh tranh sẽ rất là nhiều, thách thức cũng nhiều, nhưng cơ hội cũng rất nhiều. Bởi vì ai cũng muốn sống ở thành phố lớn hết, cho nên là nếu như mà các bạn thực sự là đi sang Canada với cái mục đích đó là đi du là để học, để tìm kiếm kiến thức và phù hợp với năng lực của mình, với sở trường của mình, thì các bạn đừng lo lắng tới là có tìm được việc hay không. Câu trả lời là chắc chắn là sẽ có. Rồi, thế lại có thêm một cái nữa, đó là nhiều phụ huynh cũng sẽ băn khoăn là ừ thì cứ cho là nhiều việc làm đi, nhưng mà liệu là con tôi khi mà mới tốt nghiệp ra trường như vậy thì có cơ hội để tìm việc hay không? Khi mà con mới ra trường này, kinh nghiệm làm việc thì chưa nhiều. Vậy thì cái cơ hội tìm việc của con như thế nào? Vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với số liệu ở cái slide này. Thì các bạn sẽ thấy là mỗi một năm nhá, trong vòng những năm tới này thì mỗi một năm thì trung bình ở cả tỉnh bang BC sẽ mở ra khoảng độ 100.000 việc làm. Thì trong đấy có 47.000, tức là sao? Chiếm 47% tổng số việc làm lại dành cho gì? Dành cho người mới ra trường. Như vậy thì mình còn lo lắng gì nữa đúng không ạ? Vẫn nhắc lại là gì? Các bạn hãy học tập thật tốt. Trong quá trình đi học các bạn hãy tự đi làm thêm những cái công việc mà nó liên quan tới việc học của mình. Và sau này khi mà các bạn ra trường các bạn sẽ rất tự tin để đi làm. Đó. Thì đừng có lo rằng là không có việc nhá. Ở Vancouver là cơ hội nhiều, thách thức nhiều. Đó. Ha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi đến top 10 những cái chuyên ngành mà dễ dàng kiếm việc trong vòng 10 năm tới, tức là top 10 những chuyên ngành mà dự kiến là trong 10 năm tới tỉnh bang BC sẽ mở ra. Thì cái màu xanh nhạt các bạn đang nhìn ở đây ạ, đấy chính là cái gọi là expansion, có nghĩa là những cái công việc mới sẽ được mở ra do cái gọi là sự phát triển của nền kinh tế và sự yêu cầu đòi hỏi mới của nền kinh tế. Rồi còn cái màu xanh sẫm mà các bạn đang nhìn ở phía bên tay phải thì đấy chính là replacement, có nghĩa là gì? Đến cái độ tuổi người ta về hưu thì sẽ cần phải một cái lớp mới để thay thế vào. Thì những đây là top 10 các cái ngành thì trong này có gì? Healthcare đang đứng đầu tiên, các cái ngành liên quan đến sức khỏe và liên quan đến hỗ trợ xã hội này. Rồi tiếp theo đó là những cái ngành liên quan đến khoa học, liên quan đến khoa học này, rồi các ngành liên quan đến retail trade, tức là ngành bán lẻ này, education là giáo dục này, xây dựng này, accommodation service ở đây cũng chính là cái ngành về nhà hàng, khách sạn, về ăn uống, transportation là vận chuyển, kho bãi, tức là chính là cái ngành supply chain đó, ngành quản lý, ngành supply chain management ấy, là quản lý chuỗi cung ứng. Public administration thì cái ngành này là ngành hành chính công thì có vẻ như không được popular lắm đối với sinh viên mình. Manufacturing là cái ngành sản xuất, và cuối cùng đó là về finance, finance là insurance, bảo hiểm và ngành bất động sản. Đấy, tài chính, bảo hiểm và bất động sản. Thì tuy nhiên là ở đây mình vẫn phải nói là gì? Các bạn đừng có nộp hồ sơ dựa vào những cái ngành nghề hot như này nhé. Quan trọng là gì? Mình phải nộp hồ sơ dựa vào cái gì? Một, đó là năng lực của mình. Hai là sở trường của mình, sở thích của mình. Chứ đừng có bảo là à tôi thấy mấy cái ngành mà tôi chọn thì nó lại không nằm ở trong cái đống ngành mà họ dễ tìm kiếm việc làm, vậy thì thôi tôi chọn những cái ngành dễ tìm kiếm việc làm, thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào trụ nổi. Bởi vì để có thể thành công được thì các bạn bắt buộc là phải là gì? Các bạn để có thể thành công được các bạn phải học thật tốt và phải thể hiện thật tốt, thì đấy là phải theo đúng cái năng lực và sở trường của mình, chứ đừng đi chọn theo những cái ngành nghề hot. Đây chỉ là những cái ngành nghề mà mình đưa ra để cho các bạn tham khảo thôi. Còn lại là vẫn phải dựa vào chính cái bản thân mình thích chọn cái ngành nghề nào nhá. Đấy là cái lưu ý. Cho nên là khi mà tư vấn thì nói thật là mình sẽ không bao giờ tư vấn những cái ngành hot cho các học sinh, mà thường là sẽ đưa ra cho các bạn là các bạn hãy dựa, hãy tự xem mình đủ lớn rồi, trên 18 tuổi mình tự biết được cái ngành nghề nào phù hợp với mình. Đấy, để mình lựa chọn.
Rồi, gần đây thì khi mà mình đi gặp phụ huynh hay là học sinh ấy, thì mọi người cũng đều nói rằng là ôi dồi ôi, Vancouver đắt đỏ lắm, không biết là nếu mà cho con đi học thì sang bên kia thì con sẽ chi trả các cái chi phí như thế nào. Vậy thì ở đây là một cái bản mà cứ tháng 6, cứ ngày mùng 1 tháng 6 hàng năm thì Canada sẽ điều chỉnh cái mức lương tối thiểu, và mỗi một tỉnh bang người ta sẽ tự điều chỉnh mức lương tối thiểu dựa vào kinh tế phát triển này, hay là dựa vào sự lạm phát này, thì họ sẽ đưa ra những cái con số, cái mức lương tối thiểu dành cho người lao động trong một giờ làm việc. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà xét về tỉnh bang ở phía trên là vùng lãnh thổ thì cái mức lương rất là cao, nhưng mà ở đây thì thời tiết rất là khắc nghiệt và dân cư thì thưa thớt. Đấy, còn những cái vùng mà ở bang ở phía dưới đây này, đây là những cái tỉnh bang này, thì Canada sẽ thì hiện tại bây giờ tỉnh bang BC đang là tỉnh bang mà chi trả mức lương tối thiểu cho người lao động là cao nhất trên toàn lãnh thổ Canada. Tức là lương tối thiểu của bạn là gì? Bạn không đi làm thì thôi, nhưng bạn đi làm thì tối thiểu trong một giờ bạn sẽ phải nhận được là 17.40 đô la Canada. Đấy là trong một giờ làm việc. Thì với mức lương này, nếu như mà sinh viên quốc tế chúng ta được đi làm, ví dụ như là giới hạn là trong khoảng 20 giờ một tuần, thì các bạn sẽ đi làm, nếu mà bạn có máy tính bạn nhân lên nhá, là 14, 17.4 nhân với 20 thì ra một tuần, nhân với 4 thì ra một tháng, và nhân 12 thì ra một năm. Thu nhập ở bên nước ngoài người ta tính theo năm, thì trong một năm đó bạn có thể earn được là khoảng độ 16.000 đô la Canada, trong khi cái mức lương chung, cái trung bình các bạn chi tiêu maximum nó cũng tầm khoảng độ 15.000 đô la Canada. Như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là các bạn có thể cover được 100% sinh hoạt phí, và ba mẹ chỉ trả tiền học phí thôi. Tiền học phí của Chuckers là bao nhiêu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở những cái slide tiếp theo. Đó. Và như vậy thì các bạn ở đây sẽ giải đáp được cái câu thắc mắc của các bạn, đó là gì? Liệu là đi học ở Vancouver thì có đắt đỏ hay không? Ví dụ như mình suy từ Việt Nam mình, những cái thành phố lớn, những thành phố nào càng phát triển thì mức sinh hoạt phí càng cao. Hồ Chí Minh cũng vậy, Hà Nội cũng vậy, đúng không ạ? Nhưng tại sao mà rất nhiều sinh viên Việt Nam chúng ta học xong thì các bạn không về nhà, các bạn vẫn ở lại thành phố lớn để học, thậm chí là các bạn chấp nhận để thuê nhà? Bởi vì rõ ràng là ở những thành phố lớn thì cái cơ hội tìm kiếm việc làm của các bạn mới cao, và cái cơ hội để các bạn có thể có những cái cơ hội lớn hơn trong tương lai, và bạn mới đạt được những cái mức lương mà bạn mong muốn. Đấy, cho nên là Vancouver hay là Toronto hay là Quebec cũng đều là những cái thành phố lớn ở Canada. Các bạn đã học tại đây thì chắc chắn là các bạn phải chấp nhận một cái living cost nó sẽ cao hơn so với các vùng khác. Tuy nhiên, bù lại đó là gì? Cái mức lương các bạn đạt được thì nó cũng rất là cao. Và cái kết quả cuối cùng là gì? Là các bạn có thể cover được 100% sinh hoạt phí, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là một số các cái nét mà mình muốn giới thiệu qua với các bạn về một số các cái thông tin về Vancouver nói riêng, cũng như là về BC nói chung. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu qua một số các cái thông tin về trường, cũng như là các chuyên ngành mà phù hợp với trường đang đào tạo, thu hút nhiều sinh viên Việt Nam, và cũng là những cái chuyên ngành mà hiện tại bây giờ rất là đang dễ dàng tìm kiếm việc làm tại tỉnh bang BC. Thì nói qua một chút về trường thì chúng ta chỉ nhấn mạnh đến ba cái yếu tố sau đây. Cái thứ nhất, Chuckless là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất ở tỉnh bang BC. Hiện tại bây giờ thì trường đang offer hơn 100 các chương trình học dành cho sinh viên quốc tế, từ bậc cao đẳng, đại học đến chương trình sau đại học. Tất cả các cái chương trình học của Chuckless thì đều mang tính ứng dụng thực tế. Tức là sao? Tức là tất trong cái quá trình học tập tại trường ấy, thì sinh viên đều có những cái cơ hội được tham dự các cái chương trình thực tập hưởng lương, thực tập học việc, các cái dự án cộng đồng, hoặc các cái công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn, để bảo đảm rằng 100% sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường thì đều tích lũy được cái kinh nghiệm làm việc. Đấy, thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn đối với các cái trường cao đẳng tại Canada. Và ở Chuckler thì có một cái lộ trình chuyển tiếp lên đại học rất là vững chắc. Đây là một trong số ít các trường cao đẳng cam kết rằng tất cả những tín chỉ học sinh học tại Chuckler sẽ được tất cả các trường đại học tại tỉnh bang BC tiếp nhận hoàn toàn. Trong đấy có một chương trình nó liên quan đến, đó là Associate of Engineering. Thì các bạn cũng biết là Engineering là một trong những cái ngành học cực khó và cực 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 kỳ nặng. Thế nhưng mà nếu như các bạn chọn Chuckler là một cái bàn đạp ấy, thì Chuckless có một cái nó gọi là guarantee transfer, tức là để bảo đảm chuyển tiếp lên các trường đại học top, ví dụ như là UBC, ví dụ như là Simon Fraser, ví dụ như là University of SFU, thì bảo đảm là các bạn sẽ chuyển tiếp đến theo một cái lộ trình là 1 cộng 3 hoặc là 2 cộng 3. Và điểm cuối cùng đó là cái location của Chuckless. Chuckless hiện tại thì đang có 3 campus. Trong đó thì có hai campus đặt tại New Westminster và một campus đặt tại Coquitlam. Đây là sân bay quốc tế Vancouver.
Từ sân bay quốc tế Vancouver đi tới trường thì hết tầm khoảng 30 phút đi bằng xe hơi, và từ Douglas đi vào tới trung tâm của Vancouver thì nó tầm khoảng độ là 30 phút đi bằng SkyTrain là tàu điện trên không. Ví dụ nhé, mình làm một cái so sánh nhỏ như là ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì nếu như mà Vancouver Downtown nó chính là Nguyễn Huệ, Lê Lợi thì Douglas nó nằm ở cái vị trí là quận 2 ấy các bạn. Đấy, thì nó cũng rất là thuận tiện. Hay nếu như là Hà Nội chẳng hạn nhất, thì Vancouver nó là ở Hồ Gươm, thì Douglas nó giống như nằm ở một cái phía mạn của Hồ Tây. Thì các bạn cũng thấy là tuy là các bạn nhìn mà ôi dồi ôi, tận nửa tiếng cơ à, nhưng mà thực ra là nó gần lắm. Nếu mà đặc biệt ở ở nước ngoài, ở Vancouver nó rất là rộng, mà cho nên là nếu như mà di chuyển đi đâu mà trong chỉ khoảng nửa tiếng thôi thì các bạn sẽ thấy là cái đấy là rất là gần. Đó. Và đặc biệt là cái mạng lưới SkyTrain, cái tàu điện trên không ở Vancouver thì nó rất là hiện đại, và từ cái SkyTrain Station tức là trạm xe lửa trên không đi tới trường chỉ hết tầm khoảng 5 phút đi bộ thôi. Đấy. Thì đấy chính là một những cái vị trí, với cái vị trí này thì rất là dễ dàng thuận tiện cho học sinh trong cái việc di chuyển từ nhà tới trường và từ trường đi làm sau mỗi giờ học. Rồi, và bây giờ thì để không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta cùng nhau đi tới một số các cái chuyên ngành chính mà như lúc nãy mình nói rằng là một đó là thu hút được nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Thứ hai đó là những cái ngành mà dễ dàng tìm kiếm việc làm trong quá trình học tập cũng như là sau khi tốt nghiệp, và cũng là những cái nhóm ngành mà hiện tại bây giờ trong vòng 10 năm tới dự kiến ấy, là tỉnh bang BC đang rất là thiếu nguồn nhân lực và đang mở rộng và cần cái nguồn nhân lực rất là lớn. Thì đầu tiên đó là ngành quản lý nhà hàng khách sạn. À, tại sao mà mình lại đưa cái ngành này lên đầu tiên? Bởi vì là như các bạn cũng biết là Vancouver là một cái thành phố rất là phát triển về du lịch, đúng không ạ? Nói tới Vancouver là nói tới du lịch. Cho nên là cái ngành quản lý nhà hàng khách sạn ở Vancouver thì đặc biệt là phát triển. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa đó là gì? Đó là trong cái quá trình học sinh học tập tại Douglas ở chương trình 2 năm hoặc là chương trình cử nhân là 4 năm thì các bạn đều có cái cơ hội được tham dự một cái chương trình thực tập hưởng lương ở bên Mỹ. Cái chương trình thực tập hưởng lương này kéo dài 6 tháng. Douglas liên kết với Disney World, một trong những cái trung tâm giải trí lớn nhất trên thế giới, để đưa học sinh của Douglas sang thực tập tại đây, Florida ở bên Mỹ 6 tháng. Thì 6 tháng này các bạn sẽ được bố trí ở làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, với và cái số tổng số thời gian làm việc lên tới là hơn 1.000 giờ làm việc. Thì ở đây các bạn sẽ đặt câu hỏi là thế thì làm như này có lương không ạ? Chắc chắn thôi, thực tập hưởng lương thì phải có lương chứ, đúng không ạ? Là có gì ngoài cái tiền, ngoài tiền lương, ngoài giờ này, ngoài tiền tip ra thì các bạn sẽ còn được một cái cái lương cơ bản mà các bạn được Disney World trả cho các bạn, đó chính là một 10 đô la Mỹ cho một giờ làm việc. Tuy nhiên là cái lương này nhá, thì không nói lên cái điều gì cả, vì cái này nó chỉ là hỗ trợ cho các bạn cái phần sinh hoạt phí thôi. Nhưng mà cái vô giá đó mà các bạn nhận được ấy, cái giá trị lớn nhất mà các bạn nhận được đó chính là gì? Tích lũy kinh nghiệm làm việc. Tại đâu? Tại một trong những trung tâm giải trí lớn nhất trên thế giới. Thì đấy mới chính là cái mà các bạn mới thấy được, đấy chính là cái điểm mạnh của Douglas. Thì các bạn tưởng tượng nhé, mình là sinh viên Việt Nam này, mình học tập thì mình là sinh viên Việt Nam, mình có bằng cấp ở Canada nhưng lại kinh nghiệm làm việc thì lại bên Mỹ. Vậy thì các bạn còn sợ gì nữa, đúng không ạ? Để nếu như mà sau khi tốt nghiệp còn sợ gì mà không tìm được việc, đúng không? Đấy, thì đấy là cái ngành quản lý nhà hàng khách sạn ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái ngành thứ hai, đó là ngành về IT. IT thì BC Vancouver được ví như là technology hub của Canada, hay còn được so sánh như là thung lũng Silicon của Bắc Mỹ. Như là thung lũng Silicon của Bắc Mỹ thì các bạn cũng biết rằng là ở Vancouver ấy, thì hiện tại cái khu vực Metro Vancouver là cái khu vực đây này, cái Metro Vancouver là cái location lúc nãy mình chỉ ở đây này. Đấy, cái đây được gọi là khu vực Metro Vancouver nhá. Thì ở cái khu vực Metro Vancouver này hiện tại bây giờ đang có hơn 10.000 các công ty công nghệ đang làm việc tại đây, và trong vòng những năm tới thì hứa hẹn sẽ mở ra hơn 75.000 vị trí tuyển dụng liên quan đến lĩnh vực IT. Và nếu như các bạn trong những cái thời điểm gần đây mà các bạn có để ý thì các bạn đã thấy là có một số các cái ông lớn trong lĩnh vực về công nghệ đang chuyển cái headquarter của mình từ thung lũng Silicon của California chuyển lên Vancouver vì do tình hình kinh tế chính trị ổn định nơi đây. Và cái mức lương của IT thì cũng sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Mức lương trung bình của một sinh viên mới ra trường thì nó tầm khoảng 60.000 đô la Canada. Còn đối với những bạn đã có kinh nghiệm làm việc sau khoảng độ 3 năm thì mức lương có thể lên tới là 80.000 đô la Canada trong một năm. Đây là một cái mức lương cực kỳ mơ ước của sinh viên. Đó. Và đối với cái lĩnh vực IT thì trường cũng đào tạo rất là nhiều các cái chuyên ngành cho sinh viên quốc tế từ bậc cao đẳng cho tới chương trình sau đại học. Nếu như mà các bạn quan tâm đến iCloud,
Đó là hiện tại bây giờ trong về IT thì các bạn nó có rất là nhiều các cái chuyên ngành học, thì iCloud bây giờ đang là chiếm vị trí số 1, sau đó thì đến là an ninh mạng. Thì nếu như các bạn quan tâm đến cái ngành học về iCloud thì các bạn có thể chọn Computer Science. Tuy nhiên Computer Science ở đây chỉ là cao đẳng thôi, cho nên là các bạn sẽ phải chuyển tiếp lên đại học ha. Thế còn đối với cái chương trình sau đại học thì trường có ba cái thế mạnh, đó là Data Analytics, đó là cái ngành phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu cũng đang là một cái ngành mà rất là hot. Trường nói chung là luôn đón đầu những cái ngành mà thu hút được nhiều nguồn nhân lực, thì sẽ đào tạo sinh viên để bổ sung cho cái nguồn nhân lực của tỉnh bang. Emerging Technology là những cái ngành mà nếu như các bạn quan tâm đến thiết kế website này, lập trình coding hay là phần mềm điện thoại thì các bạn có thể chọn Emerging Technology. Còn cái ngành Cyber Security là cái ngành an ninh mạng, thì các bạn cũng biết là an ninh mạng luôn luôn được chú trọng, và đặc biệt là trong những năm gần đây thì chứng kiến là cái mức lương dành cho cái ngành an ninh mạng thì liên tục tăng theo là mũi tên thẳng đứng. Đấy, cho nên là nếu như các bạn mà quan tâm tới cái ngành IT ở Vancouver thì cũng hãy cứ tự tin. Nếu mà quan tâm đến ngành IT thì cứ tự tin nộp hồ sơ ở Vancouver nhá. Nhưng có một cái điểm mà hơi các bạn cần phải để ý một chút, đó là học về IT thì các bạn phải nhớ cạnh tranh của mình, đối thủ của mình là ai, chính là Ấn Độ. Ấn Độ họ rất giỏi về IT. Đấy, thì các bạn chỉ lưu ý cái phần đấy thôi. Rồi business thì chắc là mình sẽ không nói quá nhiều, bởi vì business thì hầu như trường nào cũng có và các trường đều rất là mạnh về business. Nhưng mà có một cái ngành mình muốn nhấn mạnh ở đây, đó chính là cái ngành supply chain management, đó là cái ngành mà lúc nãy bạn Dung cũng có đề cập đến ấy, đó là cái ngành về quản lý chuỗi cung ứng. Thì các bạn lưu ý nhé là BC nó chính là cửa ngõ của châu Á Thái Bình Dương, và Vancouver nó chính là hải cảng lớn nhất ở Canada. Tất cả những cái hàng hóa nếu đi từ châu Á để vào được mà nội địa Canada thì đều phải cập cảng Vancouver, đấy là con đường gần nhất. Thì cập cảng Vancouver cho nên là những cái công việc liên quan đến logistics, liên quan đến kho bãi hàng hóa, liên quan đến supply chain thì đều rất là phát triển, và đây cũng là cái top ngành đứng thứ ba đó. Lúc nãy là vẫn có chỉ đó, nằm trong 10 top ngành thì cái top ngành này đứng thứ ba, là cái top ngành mà trong trong 10 năm tới sẽ mở ra rất là nhiều các cái cơ hội việc làm. Đấy, thì cái ngành supply chain cũng là một cái ngành cực kỳ thu hút, và nếu như các bạn có quan tâm đặc biệt nhá, ở đây Vân cũng chia sẻ như là cái ngành supply chain này là các bạn học sinh ở Hải Phòng đặc biệt là rất là thích, những cái bạn mà tốt nghiệp những trường đại học hàng hải hoặc là những bạn đã học high school ở Hải Phòng, thì bởi vì sao? Hải Phòng với Vancouver nó giống nhau ở điểm là cả hai đều cùng là cái hải cảng, cho nên là cái việc mà bạn học ở Canada này, bạn ở Canada làm việc rồi bạn xin được quốc tịch Canada rồi, thì đa số là khi mà các bạn ở Canada và xin được quốc tịch thì các bạn đều quay về Việt Nam chẳng hạn nhé, thì cũng rất là dễ dàng để tìm kiếm việc làm tại Việt Nam cho các bạn. Đấy. Thì đấy là về ngành business, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ba cái ngành tiếp theo của Douglas, là ba cái ngành mà trường cam kết là sinh viên sẽ tìm kiếm được việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Cái ngành đầu tiên đó là giáo dục mầm non. Nói đến giáo dục mầm non thì chắc là các bạn cũng ai cũng biết rồi, và trong những năm gần đây ý, thì Vân thấy rằng là có rất là nhiều các bạn quan tâm đến cái ngành học này. Tuy nhiên thì mình chỉ có một lời khuyên là như thế này nhá, đó là cái ngành nếu như các bạn mà chọn cái ngành này thì phải là xuất phát điểm từ việc là các bạn phải yêu quý trẻ con. Chứ còn nếu như các bạn xuất phát từ cái việc là dễ tìm việc này hay là dễ định cư ấy, thì vẫn nói thật là nên bỏ. Bởi vì cái ngành này là một cái ngành nói thế thôi chứ cực kỳ khó học. Cũng như là ra trường bạn mà không có tình yêu đối với trẻ con thì bạn sẽ không thể nào trụ được. Những cái ngành như thế này là bạn phải xin là ngoài cái việc là đi học ra thì bạn phải có giấy phép hành nghề, người ta gọi là license. Và để cái license của cái ngành này nó đặc thù lắm, 5 năm nó cho một lần, hết 5 năm phải xin lại. Vậy thì trong 5 năm đấy nếu như bạn có một bất kỳ một vấn đề gì mà bị thưa kiện này, bởi vì bạn làm ảnh hưởng tới trẻ nhỏ chẳng hạn, vì bạn biết là trẻ con ở bên Canada hay là các nước phát triển thì nó luôn là the first priority, tức là luôn là cái nhân tố hàng đầu, cho nên bạn chỉ cần làm một cái việc gì đấy nhỏ nhẹ thôi, xước tay chẳng hạn thôi, nhưng mà phụ huynh khó tính, phụ huynh kiện bạn á, là lập tức là cũng là một cái dấu chấm ở trong cái hồ sơ của bạn, thì bạn rất là khó để có thể renew được cái license. Mà nếu như không có license thì làm sao bạn đi làm trong cái ngành giáo dục này được, đúng không ạ? Cho nên là phải lưu hết sức lưu ý, mình phải thực sự xuất phát từ tình yêu đối với trẻ nhỏ thì bạn hãng làm. Cái ngành này nói thật với các bạn là mức lương của nó thì so với các ngành khác thì nó cũng nằm ở trong cái mức trung bình thôi, không cao nhưng lại khá là vất vả. Vất vả bởi vì sao? Bạn phải take care trẻ con, và cái văn hóa của bên kia thì nó khác với Việt Nam mình rất là nhiều. Ví dụ như ở Việt Nam nhé, các bạn có thể là các con này, thậm chí các bạn bắt là con ngồi đây chờ cô nhé, cô đi ra ngoài ngồi đây 5 phút nha. Nhưng nếu mà bên nước ngoài làm sao mà con bắt chúng nó ngồi yên được?
bố mẹ nó kiện các bạn ngay, bởi vì là tại sao con tao mà mày lại cho nó ngồi một chỗ, nó phải được chơi những gì nó thích, nó phải, nhưng mà mày vẫn phải giữ an toàn cho nó. Cho nên là cái ngành giáo dục mầm non này học cũng vất vả, nhưng mà đi ra trường làm nó còn vất vả hơn rất là nhiều. Đấy, thì chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi là các rất dễ định cư và rất dễ tìm việc. Trường cam kết 3 tháng đã tìm được việc rồi cơ mà. Chỉ cần có giấy phép thôi là có cái license, xin được cái ra trường xin được license là đi làm luôn. 3 tháng đấy là 3 tháng để bạn xin license đó. Và rất dễ là định cư. Nhưng phải lưu ý nhá là lương thì sẽ không cao, công việc thì khá là vất vả đấy. Cho nên mình phải xuất phát từ tình yêu với trẻ nhỏ thì mình mới có thể trụ trong cái ngành này được. Rồi, một ngành nữa rất là mới lạ ở Việt Nam, đó là cái ngành mà gọi là gì nhỉ? Kỹ thuật chuyên viên làm mắt kính. Ví dụ như là chúng ta có vấn đề về thị lực nhá, thì chúng ta sẽ tới bất kỳ một cái, ở Việt Nam mình là đi tới bất kỳ một cái ngã ba nào mà có những cái cửa hàng bán kính đúng không ạ, thì chúng ta sẽ đi vào rồi chúng ta đo. Nhưng mà các bạn có biết không, những người đo cho các bạn là những người không có hành giấy phép, không có bằng cấp gì cả, có khi chỉ tốt nghiệp đại học hoặc là cấp 3 thôi, có người quen thế vào đấy làm xong rồi xin vào làm thôi, chứ còn người ta không có bằng cấp gì cả. Nhưng bên nước ngoài thì khác, tất cả những cái gì liên quan đến con người, liên quan đến sức khỏe, liên quan đến đấy yếu tố human, con người ấy, thì đều phải gì, có bằng cấp và phải có giấy phép. Thì cái này cũng có giấy phép bạn nhá, có giấy phép thì, nhưng mà giấy phép này nó chỉ cấp một lần duy nhất thôi chứ không phải 5 năm như là giáo dục mầm non. Và cái ngành này ấy thì là mức lương của nó rất là cao, nó tương đương với cả IT, nó tương đương với IT. Và đây cũng là cái ngành mà trường cam kết là sinh viên sẽ tìm kiếm được việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Cái hình ảnh các bạn đang xem ở đây chính là cái khoa về dispensing optician, tức là cái khoa về kỹ thuật làm mắt kính. Thì nếu mà các bạn nhìn và các bạn tưởng đây như là một cái cửa hàng đúng không ạ, thì đúng nó là một cái cửa hàng. Ví dụ như những người dân xung quanh ở cái khu vực trường ấy thì họ đều tới đây để họ đo thị lực và đo mắt kính. Và những cái bạn học sinh được thực tập ở đây thì hàng năm trường, một năm sẽ có 2 lần là trường mời cái gọi là community, là cộng đồng ở đây, để các bạn đo kính miễn phí luôn. Đo miễn phí nhưng mà kính thì vẫn phải mua nhá, kính thì nó mắc lắm, chỉ có đo thì là miễn phí thôi, cho nên các bạn cũng sẽ được thực tập đó. Thì có những ví dụ như có một số các cái bạn mà thích, bạn nam ấy thích về IT chẳng hạn, thì các bạn nếu như các bạn không tự tin lắm về cái chị tôi thích thôi nhưng mà em không được tự tin lắm chị ạ, vậy thì em có thể chọn cái dispensing optician, là một cái ngành cũng dễ kiếm việc này, lương lại cao và rất là dễ định cư. Nhưng chỉ tiếc rằng là cái ngành này chưa được đánh giá cao ở Việt Nam, cho nên là cho tới thời điểm bây giờ thì chưa có nhiều sinh viên Việt Nam nộp hồ sơ cho cái ngành nghề này. Đó. Và cuối cùng thì mình sẽ nói đến, đó là cái ngành liên quan đến sức khỏe. Nói đến sức khỏe thì chắc là các bạn đều biết là những cái ngành mà đã liên quan đến sức khỏe thì chắc chắn là đều là dễ kiếm việc. Đấy, trong cái bảng mà lúc nãy Vân gửi top 10 ngành thì nó đứng số 1 đấy, đúng không ạ? Đấy, cho nên là khi mà mình đi gặp các bạn sinh viên thì có rất là nhiều bạn mà chứ chị ơi em thích học nurse. Nhưng mà thực ra các bạn có biết học nurse thì vất vả lắm. Các bạn sẽ phải thức đêm, phải đi trực đêm. Trong cái quá trình học các bạn cũng phải đi trực đúng không? Nhưng mà đi trực là trực đêm. Rồi cái những cái đối tượng nào nhờ đến bạn, cần đến bạn là đối tượng gì? Một là già, yếu. Hai là bệnh tật. Những cái người không có khả năng, thậm chí là những người không có khả năng tự đi vệ sinh thì các bạn sẽ phải hỗ trợ người ta. Chứ người ta khỏe, người ta đâu cần đến bạn đâu. Thì có những bạn cấp 3 chẳng hạn thì mình hỏi thì thậm chí là bố bây giờ ở nhà còn chẳng làm gì, mọi cái đều có bố mẹ phục vụ, xong rồi hỏi rằng là thế nhà có nuôi chó không, mà có, em nuôi con chó dễ thương lắm, thế có bao giờ em hót phân cho chó không, thì cũng là không bao giờ. Vậy thì làm sao mà đi học nurse được đúng không? Vậy thì thay vì chúng ta có thể học nurse, chúng ta có thể nghĩ đến một cái chuyên ngành đó là về health information management, cũng là một cái ngành dễ kiếm việc, mức lương cũng cao và cũng rất là dễ định cư. Đây cũng là cái ngành mà trường cam kết là sinh viên sẽ tìm kiếm được việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên cái ngành nào mà bạn lưu ý nhé, ngành nào học càng khó, đầu vào càng khó thì đầu ra nó sẽ càng dễ. Thì cái ngành này cũng thế, đầu ra dễ cho nên học cũng sẽ khó và đầu vào cũng khó. Khó nhất trong tất cả các ngành đó chính là cái ngành về Health Information Management. Cái ngành này nó chỉ open vào tháng 9 hàng năm. Nếu như tất cả các ngành khác đều nhận học sinh trực tiếp, tức là khi mà tôi nhận bạn là tôi nhận bạn vào cái ngành này học, thì đối với cái ngành Health nó không có nhận bạn trực tiếp vào ngành này. Bạn chỉ được nhận là nhận vào đâu? Vào Foundation thôi. Bạn chỉ được nhận vào foundation và công việc của bạn phải là pass cái foundation này thì bạn mới có thể được vào chương trình học chính. Đó. Thế còn nếu như không pass thì sao ạ? Tôi bị fail thì sao? Vậy thì một là chuyển ngành, hai là chuyển trường. Đấy, cho nên là chỉ những bạn nào mà thực sự học tốt về hóa này, về sinh này, hoặc là những tốt nghiệp các trường đại học về y sinh, hóa sinh thì các bạn
mới nộp hồ sơ cho cái ngành health này thôi. Và cái ngành này thì hiện tại bây giờ mức lương của nó cao hơn cả với IT, cũng là cam kết 3 tháng tìm được việc và định cư thì khỏi phải nói rồi. Lương cao này rồi tìm được việc thì lo gì mà không định cư được, đúng không ạ? Đấy thì đấy là một số các cái ngành. Ở trong cái thời lượng ngày hôm nay thì Vân chỉ có thể giới thiệu một số các cái ngành mà một đó là thu hút nhiều sinh viên Việt Nam, những cái ngành mà dễ dàng tìm kiếm việc làm trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp, và những cái ngành mà trong vòng 10 năm tới thì tỉnh bang BC sẽ đang bị thiếu nguồn nhân lực và đang cần rất là nhiều các cái vị trí tuyển dụng liên quan đến lĩnh vực này. Nếu như mà các bạn còn quan tâm những cái ngành nghề nào khác không nằm ở trong cái nhóm mà Vân vừa giới thiệu thì các bạn cũng cứ tự tin lên, đừng có lo rằng là vậy thì những cái ngành khác liệu có tìm việc hay không, dễ tìm việc hay không ha. Quan trọng mình hãy chọn cái ngành mà mình thực sự là mình yêu thích nó và mình có năng lực với nó thì đừng lo là mình không thành công. Đấy. Thế còn về yêu cầu đầu vào thì đối với bậc cao đẳng và đại học thì trường yêu cầu là điểm cấp 3 trên 7.0 và điểm IELTS là 6.5, không yêu cầu về band. Còn đối với chương trình sau đại học thì sẽ yêu cầu điểm đại học là 6.0 trở lên và điểm IELTS là 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Đấy là về yêu cầu học trực tiếp. Còn nếu trong trường hợp các bạn không đủ IELTS 6.5 thì tối thiểu là 4.5 nhé. Tức là gì? Nếu như các bạn có một kỹ năng nào đấy 4.0 thì trường cũng không nhận. Vậy thì tối thiểu phải là 4.5. Tới 6.0 thì các bạn sẽ được bố trí để học tiếng Anh tại trường. Thời gian học kéo dài từ 4 cho tới 12 tháng tùy thuộc vào từng kỹ năng tiếng Anh của trong cái IELTS của bạn. Cái việc học tiếng Anh tại trường thì ở đây không chỉ là được học tiếng Anh giống như các trung tâm tiếng Anh, mà các bạn sẽ được học những cái study skills, tức là những cái kỹ năng học tập thì giúp cho các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn tốt hơn, tự tin hơn khi các bạn vào cái chương trình học chính, thì cái điểm của các bạn giống như là cái đòn bẩy của các bạn ấy, bạn sẽ đi rất là nhanh. Nếu như đối với những bạn mà không có điểm tiếng Anh hoặc là những bạn thi IELTS mà thấp hơn 4.5 thì sao? Thì các bạn như lúc nãy Vân nói là không được nhận học tại trường, thì các bạn sẽ học tại một trong những trung tâm liên kết với trường, ví dụ như là ILUC hoặc IOSC, ví dụ như vậy, hoặc là Kaplan Education First. Về học phí và sinh hoạt phí thì mức học phí hiện tại của trường áp dụng cho tất cả các ngành học từ cao đẳng, đại học, sau đại học là 19.100 đô la Canada cho một năm. Trung bình một năm thì các bạn sẽ học tầm khoảng độ là 30 tín chỉ. Đấy, và 2 năm thì các bạn nhân đôi lên. Tuy nhiên là cái tiền học phí thì nó sẽ tăng vào tháng 9 hàng năm nhé, các bạn lưu ý. Thì bây giờ đang là tháng 8 đúng không ạ? Tháng 9 tức là chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, gần một tháng nữa thôi. Thì tiền học sẽ tăng lên là 19.400, tức là tăng lên 300 đô la Canada. Tháng 9 hàng năm thì nó tăng, nhưng mà thực ra từ lúc Vân làm đến bây giờ là gần hơn 8 năm thì chưa bao giờ là trường tăng quá 500 đô một năm hết. Tăng rất là ít, có năm chỉ tăng 200, có năm thì tăng 400. Nó tùy vào cái tình hình lạm phát của tỉnh bang. Đó. Thế ngoài ngoài cái tiền học ra thì các cái khoản tiền còn lại như bao gồm như là tiền student fee này, accommodation có nghĩa là ăn ở, bảo hiểm, sách vở, đi lại và các chi phí cá nhân thì nó dao động tầm khoảng 15.000 đô la Canada. Thì những cái slide đầu tiên Vân có chia sẻ với các bạn ấy là sinh viên được phép đi làm thêm thì các bạn có thể earn được 16.000 đô la Canada. Như vậy thì bố mẹ chỉ chi trả tiền học phí thôi, mình đã có thể cover được 100% sinh hoạt phí rồi. Và tiền học phí là 19.000, cứ cho là tháng 9 đi nhá, là 19.400 thì nó tương đương với chưa tới 350 triệu một năm. Thì học ở trong một trong những cái trường mà cao đẳng lớn nhất ở Vancouver, ở tỉnh bang BC, thì với cái mức tiền học là 350 triệu một năm thì hoàn toàn hợp lý, đúng không ạ? Ngoài ra thì trường có học bổng cho sinh viên quốc tế, nó dao động từ 1.000 cho tới 3.500. Cái điều kiện để được học bổng là IELTS 7.0, không có kỹ năng nào dưới 6.0 và điểm trung bình môn thì là trên 80%. Đó. À, trường thì có 3 kỳ nhập học, tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Trường không có deadline cho các bạn. Vân chỉ có một lời khuyên là nếu các bạn quan tâm tới Chartless và muốn nộp hồ sơ cho Chartless thì nên nộp hồ sơ 10 trước 10 tháng trước cái kỳ nhập học. Và tất cả những cái hồ sơ này thì các bạn tư vấn ở IDP thì rất là có kinh nghiệm trong cái việc nộp hồ sơ cho Chartless. Cho nên là nếu như các bạn mà nộp qua IDP thì cái hồ sơ của các bạn xét rất là nhanh, chỉ trong vòng từ 4 cho tới 5 ngày làm việc là các bạn đã nhận được offer rồi. Và đây là một số các cái hình ảnh về trường. Trường thì có 3 campus. Đây là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất ở tỉnh bang BC. Vân phải luôn nhắc đi nhắc lại cái điều đấy bởi vì là tự hào về trường lắm. Cơ sở vật chất rất là đẹp. Learning Center là nơi mà sẽ học sinh sẽ không hiểu bài thì sẽ tới đây để make appointment với cả gia sư theo học theo lịch 1-1-1. Đấy. Còn đây là các cái góc mà đẹp nhất của trường thì luôn là dành cho sinh viên thư giãn sau mỗi giờ học.
Thì hiện tại bây giờ thì Douglas đang là trường cao đẳng sở hữu cái thư viện hiện đại nhất ở tỉnh bang. Bên cạnh đó thì trường có theater này, rạp hát này, rồi có các cái câu lạc bộ, các cái khu vận động thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời. Tất cả những cái này các bạn đều được access miễn phí, và tất cả các cái cơ sở vật chất của Douglas thì trên một cái thẻ, đó là thẻ của sinh viên. Đấy, thì đấy là một số các cái thông tin Vân giới thiệu qua về trường. Nếu như mà các bạn có những cái gì thắc mắc, muốn đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi cho cái phần tiếp theo. Rồi, xin cảm ơn và xin được nhường màn hình lại cho bên IDP ạ. Xin cảm ơn chị Vân và chị Dung là hai đại diện trường Humber và trường Douglas đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích dành cho các bạn học sinh và quý phụ huynh. Và phần tiếp theo thì xin mời chị Diệu là chuyên viên từ IDB sẽ hỗ trợ cho phần Q&A ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trình bày rất là hay và tuyệt vời của chị Vân cũng như là chị Dung. Sau đây thì em xin phép có đọc những cái câu hỏi các bạn tham gia vào buổi livestream cũng như là tham gia vào chương trình hôm nay đã đặt câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên từ bạn Lương Thái là cho em hỏi có diện lao động ngành nghề không? Thì mình xin trả lời luôn câu hỏi này của bạn. Thì IDP chỉ tư vấn về du học, không làm về tư vấn lao động, nên là mình sẽ không có hỗ trợ được. Câu hỏi thứ hai, nếu học về ngành thiết kế đồ họa thì nên chọn trường nào ở Canada? Thì như bạn có vừa nếu mà bạn có vừa nghe cái phần chia sẻ rất là rõ ràng từ phía hai đại diện trường của Humber và trường Douglas, thì hiện tại hai trường đều đang có cung cấp các ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, thì mình đều có thể tham khảo về việc là vị trí địa lý hoặc là thuận tiện với mình, thuận tiện học ở tỉnh bang nào thì mình có thể lựa chọn chương trình của hai trường để mình học. Câu hỏi thứ ba từ bạn Thịnh Hứa là trường mình có ngành BA hoặc BI không ạ? Thì em không thấy rõ rằng là câu hỏi này là dành cho trường nào, thì em sẽ nhờ là cả chị Dung và chị Vân mình sẽ hỗ trợ cho bạn câu hỏi này được không ạ? Em mời Chị xin chị phép Dung trả lời hỗ trợ. trước. Dạ vâng ạ. Thì bên trường Humber có ngành Business, Business Insight and Analytics. Thì ngành này thuộc hệ sau đại học, và ngành học này đặc biệt là chương trình sau đại học nhưng sẽ là ngành học 2 năm. Thường các ngành sau đại học sẽ chỉ là chứng chỉ 1 năm, nhưng ưu điểm của ngành này sẽ là chứng chỉ sau đại học 2 năm, nên thế là các bạn có cơ hội để có được cái study permit là lên tới 2 năm luôn. Thì mình sẽ không có cần phải cân nhắc là ngành thứ hai mình học là ngành gì. Thì Hummer hiện nay đang khá là nổi bật với ngành phân tích dữ liệu kinh doanh này. Thì ngành học này bên trường sẽ có 3 kỳ nhập học là tháng 9, tháng 1 và tháng 5 hàng năm luôn. Yêu cầu đầu vào sẽ là IELTS 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6 chấm, bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị Dung. Hiện tại thì chị Vân của trường Douglas thì đang bị out ra khỏi cái hội thảo, thì em xin phép là sẽ skip qua câu hỏi này để đọc những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Mai là em cho chị hỏi, nếu như chương trình cử nhân 4 năm là học luôn trong chương trình cao đẳng và học phí là bao nhiêu tiền một năm, thì câu hỏi này thì nhờ chị Dung sẽ phản hồi giúp em nhé. Cho chị xin phép hỏi lại là chương trình cử nhân 4 năm học trong trường cao đẳng đúng không Dạ, chị? đúng rồi ạ. Đúng, tại như 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 em có giới thiệu lúc ban đầu là Humber là trường cao đẳng công lập có nhiều ngành đại học nhất. Thì có thể mọi người sẽ thắc mắc là tại sao lại học ngành cử nhân ở một trường cao đẳng. Cái hình thức này không có ở Việt Nam, tuy nhiên cái hình thức này khá là phổ biến ở bên Canada. Và điều đầu tiên là bằng cấp của các bạn tốt nghiệp từ hệ cử nhân của một trường cao đẳng như Humber sẽ được cấp bằng cử nhân tương tự như các trường đại học, và bằng cấp là có giá trị như nhau. Vì để một trường cao đẳng như Humber đào tạo được ngành cử nhân thì phải được chấp thuận bởi Bộ Giáo dục Canada. Cử nhân của bên Humber sẽ là cử nhân danh dự Honor Degree, vì nó chỉ có 4 đến 6 môn là những môn tự chọn. Tất cả những môn còn lại sẽ các bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu vào chuyên ngành của các bạn. Và cho chị hỏi phần thứ hai của câu hỏi là gì?
Dạ, phần thứ hai của câu hỏi là về học phí của chương trình cử nhân tại trường cao đẳng là bao nhiêu? Học phí của trường cử nhân, học phí chương trình cử nhân của trường cao đẳng sẽ dao động là khoảng tầm 21.000 tới 22.000 một năm. Chưa tính tới là các bạn có khả năng nhận được học bổng lên tới 4.000 một năm. Thì nếu mà so sánh với lại mức học phí trung bình của các trường đại học khác thì có thể lên tới 30.000 một năm. Nên thế là mình có thể thấy được một cái sự chênh lệch học phí khá là lớn ở một trường cao đẳng. Và chị có thể và em có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế rằng là thật sự nhà tuyển dụng Canada người ta không quá ưu là chú trọng về mặt bằng cấp, họ sẽ đánh giá cao về kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thực tế của mình. Nên thế là chương trình của các trường cao đẳng như Humber hoặc là Douglas tập trung mạnh vào kỹ năng thực hành cho các bạn, và đặc biệt là có những cái bài capstone hoặc là các bài nghiên cứu. Thì đây sẽ là một cái điểm rất là nổi trội trong cái resume của mình, và nhà tuyển dụng Canada người ta sẽ chú trọng tới cái điều đó, và người ta sẽ khi mà mình đi phỏng vấn người ta sẽ luôn hỏi là kinh nghiệm của mình qua những cái bài project đó là gì, để mà mình show cho họ thấy được rằng là kỹ năng thực tế mà mình có là gì. Thì nhà tuyển dụng Canada người ta sẽ thích hơn về điều đó. Thì đó là thế mạnh của một chương trình cử nhân tại một trường cao đẳng công lập. Vâng, cảm ơn chị Dung. Em xin phép quay lại với cả chị Vân với câu hỏi là vừa rồi có bạn Thịnh Hứa đã hỏi là trường mình có ngành BA hoặc BI không? Thì nhờ chị Vân trả lời giúp em câu hỏi này ạ. Đối với cái ngành cử nhân của bên trường thì bọn chị có là cử nhân Bachelor Business of Administration, thì trong đấy thì bọn chị sẽ có, thực ra bọn chị chỉ có mỗi cái ngành là BBA thôi đấy. BBA có nghĩa là Bachelor of Business Administration, và trong đó thì nó sẽ chia ra là focus vào gì, marketing hay là management. Và trong đó nữa mỗi một cái ngành như vậy thì như em biết là ví dụ như là focus và management đi, thì em biết là cử nhân học 4 năm, 2 năm đầu tiên thì em sẽ học về management, nhưng bắt đầu đến năm thứ ba em lại tiếp tục đi sâu về nữa là cái gì? Ví dụ như là quản lý nhà hàng khách sạn, tức là hay là quản lý nhân sự, hay là quản lý dự án, hay là quản lý chuỗi cung ứng, hay là quản lý tài chính, tức là nó sẽ có rất là nhiều các cái detail cho bọn em. Đấy, thế giờ hay là về marketing thì lại có gì, marketing thông thường 2 năm đầu học về marketing, đến năm thứ ba em lại học là sales marketing hay là digital marketing. Thì trường chị trả lời lại là gì, trường chỉ có BBA, nhưng trong BBA thì nó lại có rất là nhiều các cái mảng nhỏ, và đi học từng năm một các em lại có đi vào từng chuyên sâu một nữa cho các bạn. Thì cái đó là nếu như trong trường hợp mà các bạn có những cái quan tâm những cái ngành cụ thể thì các bạn có thể chia sẻ tại đây, thì chị có thể chia sẻ được detail hơn. Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của chị Vân ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho chị Vân là bạn Lan Nguyễn có đặt câu hỏi là cho mình hỏi giữa ngành Data Science, Engineering và Kỹ thuật Hàng không thì nếu học ở trường UBC thì nên chọn ngành nào tại trường Douglas, và sau 4 năm nữa thì cơ hội làm việc của ngành này, của ba ngành này thì ngành nào sẽ là có cơ hội làm việc cao hơn ạ? Ba ngành là ba ngành nào nhỉ? Data Science, Engineering và Kỹ thuật Hàng không ạ. À, thực ra là như này nhá, nếu như mà bạn mà học với trong ba cái ngành này mà để mà nói mà dễ dàng tìm kiếm việc làm và mức lương cao ấy, thì nói thật với bạn là về engineering rất là dễ dàng tìm kiếm việc làm. Bởi vì nhưng mà thực ra là như này, engineering nó là một cái từ rất là rộng. Engineering nó có nhiều cái, ví dụ như medical này, mechanic này, hay là electric engineering, nó rất là nhiều. Nhưng còn nếu như bạn học về kỹ thuật hàng không ấy, thì cái sự lựa chọn của bạn nghe tên thì nó kêu đúng không, nhưng mà cái sự lựa chọn của bạn nó sẽ rất là bị hạn chế, bởi vì những cái công việc mà liên quan đến hàng không ấy, không phải là bạn cứ tốt nghiệp ra trường là bạn đã tìm được việc ngay. Nó rất là khó, nó rất là limit và selective. Thế còn nếu như học về data science đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi Đó. ạ. Thì nếu như bạn muốn chọn những cái ngành như trong tất cả ba cái ngành trên thì mình nhắc lại nhé, engineering nó sẽ là cái ngành mà học khó nhất, học lâu nhất, nhưng mà dễ tìm việc nhất và mức lương cũng cao nhất. Thế còn nếu như bạn chọn về science về engineering, nó là hai cái hoàn toàn khác nhau, thì bạn đều nếu như bạn chọn về science thì bạn phải học ở Douglas, đó là ngành Associate of Science. Còn nếu bạn học engineering thì bạn phải học ở Douglas là Associate of Engineering. Rồi sau khi bạn học ở Douglas 2 năm hoặc là 1 năm, cái đó nó tùy vào từng cái ngành tiếp theo bạn muốn chọn lên chương chờ lên UBC là ngành gì, thì cố vấn học tập tại trường sẽ tư vấn cho bạn những cái môn nào bạn nên đăng ký học ở Douglas để make sure là bạn sẽ được tất cả những cái môn bạn học ở Douglas sẽ được chuyển tiếp lên UBC hoàn toàn.
Ví dụ học cao đẳng thì mình tính theo tín chỉ là 60 tín chỉ, nhưng có thể đối với cái ngành engineering chẳng hạn thì bạn chỉ học 40 tín chỉ hoặc 30 tín chỉ thôi là bạn đã phải chuyển tiếp rồi. Cho nên là tùy từng vào ngành bạn chọn cái gì engineering hay là science, cụ thể là cái gì data science thì bạn nên học ở Douglas bao nhiêu môn, thì cái đó là cố vấn học tập ở trường ở Douglas sẽ tư vấn cho bạn. Đấy. Dạ vâng, cảm ơn thông tin của chị Vân. Câu hỏi tiếp theo dành cho chị Dung ạ. Bạn Yến Lam Vũ có câu hỏi là nếu mình chọn khóa Media and Design Foundation cho những bạn muốn hoàn thành portfolio của Humber College thì học phí là bao nhiêu và học trong bao lâu ạ? Chương trình Media and Design Foundation ạ. Sẽ có hai foundation, một là Media Foundation và hai là Design Foundation. Thì mỗi chương trình là sẽ là chứng chỉ một năm, và học phí hiện tại cho năm 2024-2025 là khoảng tầm 18.300 đô Canada. Trong tương lai thì cũng như là trường chị Vân, sẽ học phí có thể tăng lên khoảng tầm 5 đến 7% theo mặt bằng chung của tất cả các trường. Thì hiện tại là học phí đang là khoảng tầm 18.300 đô Canada trong một năm học, và học trong vòng một năm. Em cảm ơn thông tin của chị. Bạn Châu Nguyễn có đặt câu hỏi, bạn không nhắc đến tên trường nào thì em sẽ nhờ cả hai chị cùng trả lời câu hỏi này. Nếu học về ngành environment thì cơ hội việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp của college có cao hơn không? Và giữa diploma và bachelor thì có sự ưu tiên về việc làm hơn hay không ạ? Ngành environment ạ. À, chắc chị xin phép được trả lời trước nhé. Thực Dạ. ra là đối với cái ngành về môi trường ấy thì vẫn khuyên các bạn là phải học lên cử nhân, chứ nếu như bạn chỉ dừng ở cái mức độ cao đẳng thôi thì khó tìm việc lắm. Ví dụ như ở Douglas chẳng hạn nhé, thì cái ngành về môi trường thì bọn chị có nhưng nó là associate degree. Thì đối với bậc cao đẳng thì chị nói trước là chị không biết là về bên Ontario thì nó có khác BC không, nhưng mà BC ví dụ như associate degree tức là em mặc định là em phải chuyển tiếp lên đại học. Còn nếu như diploma thì mình nói nôm na nó là cao đẳng nghề. Cao đẳng nghề thì ok, ra trường 2 năm các em đủ điều kiện để đi làm. Nhưng mà associate degree thì em không thể đi làm được. Mặc dù ra trường các em vẫn xin được post work permit 3 năm, nhưng mà các em không thể, rất là khó để tìm việc. Bởi vì đấy là cái ngành nó chưa được hoàn thành, nó là incomplete. Cho nên là đối với cái ngành về môi trường ấy thì vẫn khuyên các bạn là nên, nếu như các bạn chọn học ấy thì các bạn vẫn phải chuyển tiếp lên đại học. Và môi trường thì phải khẳng định rằng là nó rất là dễ tìm kiếm việc làm, dễ kiếm việc. Bởi vì sao? Bởi vì em biết rằng là càng ngày ấy, thì cái môi trường nó càng sẽ rất được chú trọng, sẽ rất được chú trọng. Và nhưng mà các em học về cái ngành này thì nó thiên về khoa học, thiên về nghiên cứu nhiều hơn, cho nên là các em sẽ phải học càng cao thì cái cơ hội việc làm cũng như là cái cơ hội về mức lương nó sẽ được cao, chứ nó không giống như là IT hay là business. IT hay business các em sẽ nhìn thấy được ngay cái mức lương của em cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà về môi trường thì nó lại còn phụ thuộc vào cái đóng góp của em như thế nào nữa. Đấy. Thế còn như là lời khuyên đó là gì? Diploma, so sánh giữa diploma và cử nhân nhá, thì dĩ nhiên là em học càng nhiều thì học càng dài, bằng cấp càng cao thì cái cơ hội định cư lại càng cao rồi. Giống như lúc nãy trong cái bài present Dung cũng có chia sẻ đấy, là cao đẳng thì cái điểm của cao đẳng khi mà em sau này em ra trường mà em xin định cư ấy, về xét về điểm thì cao đẳng nó thấp hơn, còn đại học thì điểm nó cao hơn. Cho nên là chọn đại học thì nó luôn là cái để mà cái cơ hội định cư của em nó sẽ cao hơn rất nhiều. Vâng, em cảm ơn chị Vân. Nhờ chị Dung phản hồi giúp em về câu hỏi của bạn ạ. Thì cũng như là chị Vân có nói, thật ra cái ngành environment này là nó thuộc về hướng nghiên cứu, nên thế rằng là chị cũng khuyên là các bạn muốn theo đuổi cái ngành này cũng nên là có bằng cử nhân trở lên. Và thật ra cái environment là một cái lĩnh vực nó cũng khá là rộng. Thì Humber có một cái ngành mà chị thấy nó là một cái sự kết hợp giữa environment và engineering, là ngành cử nhân 4 năm là Sustainable Building Engineer. Thì cái ngành này nó sẽ học về cách mà các bạn học về cách là kiểu xây dựng những cái công trình nhà ở hoặc là công trình công cộng, trường học, bệnh viện theo cái hướng gọi là thông minh. Ví dụ như là sử dụng năng lượng mặt trời, làm sao để mà tiết kiệm điện trong cái tòa nhà đó. Thì chị nghĩ rằng là cái này sẽ là một cái xu hướng xây dựng trong tương lai. Thì cái ngành này nó là sự kết hợp của environment và engineering.
Như chị Vân cũng chia sẻ, engineer ở bên Canada rất là có cơ hội để kiếm được việc làm tốt, lương cao, định cư dễ. Thì bạn mà muốn cân nhắc về environment có thể cân nhắc về cái ngành này. Cái ngành này nó sẽ mang tính thực tế cao hơn vì nó có cái khả năng áp dụng kết hợp với xây dựng mà, thì nó sẽ có tính thực tế tốt hơn, thì nó sẽ có cơ hội cho bạn kiếm được việc làm tốt hơn. À, vâng, cảm ơn câu hỏi và câu trả lời của chị Dung. Câu hỏi tiếp theo dành cho chị Vân đấy là học có bạn Phú Nguyễn hỏi ngành dispensing optician là học trong bao lâu ạ? Cái ngành này là bậc cao đẳng em nhé, và học trong 2 năm. À, vâng, cảm ơn chị. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tâm Bùi là ngành Health Information ở Douglas thì nên nộp hồ sơ vào tháng mấy năm 2024 cho kỳ học của tháng 9 năm 25 ạ? Hiện tại bạn đã có IELTS 6.0 và đang học lên IELTS 6.5 ạ. Em có thể cho chị biết là bạn em quan tâm đến cái chương trình, bởi vì chương trình Health bên trường nó có hai cái, một là bậc cao đẳng, một là bậc đại học và hai là bậc sau đại học. Nếu như mà em quan tâm đến bậc đại học thì tháng 9 hàng năm là nó sẽ, tức là em sẽ nhập học vào tháng 9 hàng năm, và tháng 10 của năm trước thì trường sẽ mở, tức là trường sẽ mở trước 11 tháng. Thì như chị nói là trường không có deadline, mà khi nào nhận đủ hồ sơ thì trường sẽ đóng, cho nên là ngay em nên chuẩn bị hồ sơ để tháng 10 nó mở là em đóng, là em nộp hồ sơ luôn. Trong vòng 1 tháng là có khi nó đã full chỗ rồi. Thế còn nếu như mà em lại chọn chương trình sau đại học ấy thì tháng 9 nó vẫn là học, nhưng mà nó lại học foundation trước 4 tháng, tức là học foundation vào tháng 5 hàng năm. Như vậy là tháng 6 là em đã phải nộp hồ sơ. Ví dụ như bây giờ em bảo là bây giờ tháng 8 em bảo là chị ơi em muốn nộp hồ sơ cho chương trình Health đi vào tháng 9 nhưng mà chương trình sau đại học, tức là em phải học foundation vào tháng 5 đúng không? Thì câu trả lời của chị là đã full chỗ rồi. Sẽ vâng. Câu trả lời bạn Tâm có nói là bạn ấy tham khảo chương trình sau đại học. À, Thì nếu mà sau đại học thì vâng. sau đại học thì Cảm em phải ơn học vào tháng 5 của năm 2025, nhưng mà tháng 5 thì bọn chị đã full chỗ. Đấy, Dạ còn nếu mà vâng. em chọn chương trình đại cao đẳng thì vẫn ok, vì em chọn chương trình đại học thì đến tháng 9 em mới đi học cơ, thì Dạ vẫn nó vâng. chưa mở, tháng 10 nó mới mở đúng không? Thế còn cái Dạ. chương trình này thì chị rất tiếc là, nhưng mà em lại đang có một cái IELTS 6.0. 6.0 À, thì tiếng Anh. thì em vẫn còn thời gian để em thi lại. Nếu như em quan tâm thì em chỉ có thể đi vào tháng 5 năm 2026, tức là tháng 6 năm 25 em sẽ nộp hồ sơ, và từ giờ đến tháng 6 năm 25 thì em chuẩn bị để có được cái IELTS 6.5. Không có kỹ năng nào dưới 6.0. Nếu như em thực sự muốn chọn cái ngành này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là mình chờ đợi, và trong lúc chờ đợi Vâng. thì mình bổ sung cái kiến thức về tiếng Anh của mình thôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị Vân. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai chị đấy là bạn Anh Thái có hỏi là hai trường có cấp học bổng toàn phần không và điều kiện như thế nào ạ? Trường chị thì không rồi. Dạ vâng. Và chương trình Thật Vân cũng tư. sự nếu như mà quan tâm tới du học và tìm hiểu về du học Canada, mọi người sẽ có, mày sẽ thấy Biết một cái rồi, điểm đúng rồi. đặc điểm chung luôn, rất ít học bổng, hầu như là không có học bổng. Lý do vì sao? Canada người ta chưa thương mại hóa cái nền giáo dục của họ. Thật ra học bổng là một cách để các trường ở các nước khác làm marketing, thì Canada chân thành thật thà, người ta chưa dùng học bổng để marketing. Nhưng mà ví dụ như là Humber thì sẽ có học bổng cho diploma hoặc là advanced diploma là trị giá 2.000, hoặc là học bổng cử nhân lên tới 4.000 đô Canada. Thì nếu như mà bạn quan tâm thì bạn có thể tham khảo. Dạ Thực ra vâng. như học bổng như thế là cao rồi đấy bọn em ạ, bởi vì là học phí của Canada thấp mà. Quan trọng ở đây đó là gì? Đó là các em phải tính là sau khi trừ đi học bổng thì số tiền cuối cùng mình đóng là bao nhiêu. Nếu như mà em quan tâm học bổng em có thể nộp đi sang Mỹ đúng không? Học lực của em 7.0 thì có thể em được 10%, 15%, 8.0 thì có được 20%, 9.0 thì có thể em được 60%. Nhưng ngay cả khi em được 60% thì em trừ đi tính lại cái số tiền em đóng cuối cùng cũng vẫn rất là cao. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của hai chị. Câu hỏi tiếp theo của bạn Bảo Nghi. Hiện tại em đã tốt nghiệp chương trình đại học ở Việt Nam, nhưng bạn không nói rõ là bạn đã tốt nghiệp ngành nào. Sắp tới bạn sẽ muốn theo học ngành giáo dục mầm non, thì không biết là có thể theo học ngành này ở chương trình đào tạo nào của bên Canada. Thì câu hỏi này thì nó cũng hơi chung chung một chút xíu, nhưng mà nếu như hai chị có thể có những cái lời khuyên nào cho bạn thì nhờ hai chị có thể đưa ra giúp em ạ. Ví dụ như là đối với ở trường ở Douglas bọn chị chỉ đào tạo bậc cao đẳng thôi, bậc cao đẳng đối với giáo dục mầm non, và yêu cầu của cái bậc này đó là học sinh bắt buộc phải có kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm làm việc thì cũng không đúng, nhưng mà học sinh phải có những cái đã từng tiếp xúc làm việc với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi trong một cái trường mầm non có giấy phép hành nghề.
thì mới nộp cho cái hồ sơ cho cái ngành này được. Thì ví dụ như bạn nói là bạn đã tốt nghiệp đại học rồi, bạn muốn học lại cao đẳng về ngành giáo dục này thì có được không, thì chị trả lời là hoàn toàn được. Tuy nhiên là em phải chuẩn bị một cái bộ hồ sơ nó khá là kỹ càng. Bộ hồ sơ đầu tiên đó là nộp cho trường. Thì em phải, bây giờ em sẽ, nếu mà em chưa đi làm cho một cái trường mầm non nào thì em phải xin để đi làm cho trường mầm non đi. Tối thiểu người ta đưa ra cái tối thiểu là 20 giờ, nhưng mà đấy là cái tối thiểu thôi, còn prefer là càng nhiều thì càng tốt. Làm việc cho trường mầm non em có những cái rồi, em sẽ phải có những cái reference, em phải có những cái giấy chứng nhận là em đã làm ở đấy trong bao nhiêu giờ với trẻ dưới 6 tuổi. Đấy là về phía trường nhé. Rồi em nộp hồ sơ, tức là bên cạnh cái điểm GPA cấp 3 này, bên cạnh điểm IELTS này thì em phải có cái kinh nghiệm làm việc nữa. Thế còn về phía visa chẳng hạn thì chắc chắn là các bạn IDP sẽ hỗ trợ cho em, nhưng mà em cũng phải cân nhắc bởi vì cái độ tuổi của mình nó cũng lớn, thì mình sẽ phải giải thích như thế nào là tại sao là học đại học thì như ở Việt Nam là như vậy, nhưng bây giờ lại muốn học early childhood education, có phải là bạn muốn tìm cơ hội để ở lại Canada không? Ví dụ như vậy, đúng không? Cho nên là cái đó thì riêng về về trường ấy thì em cần kinh nghiệm làm việc, còn đối với visa thì IDP sẽ hỗ trợ các em. Còn về Dung thì sao? Bên em đối với ngành giáo dục mầm non thì cũng chỉ có ở hệ cao đẳng là 2 năm, thì dễ hơn ở tỉnh bang Ontario, dễ hơn yêu cầu bên BC một tí là yêu cầu đầu vào sẽ không cần kinh nghiệm và reference letter, thì sẽ chỉ cần là bảng điểm cấp 3, điểm trung bình lớp 12 6 chấm trở lên, IELTS 6 chấm, không có kỹ năng nào dưới 5.5, thì bên trường ok với cái điều kiện đầu vào đó. Còn tuy nhiên cũng như chị Vân nói là vì bạn đã tốt nghiệp đại học rồi mà bạn học ngành cao đẳng thì có thể là sẽ vướng mắc ở cái khúc giải trình visa, thì ở đây IDP sẽ quá chuyên nghiệp để mà hỗ trợ bạn trong cái vấn đề này, thì bạn có thể liên hệ với IDP sau. Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của câu trả lời của chị Dung và chị Vân. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lam Vũ. Bạn hỏi là tiềm năng phát triển của ngành design tại Canada trong 10 năm tới là như thế nào? Khả năng xin việc nếu học về design, ví dụ như graphic design, UX, UI có tại Canada có dễ không ạ? Và trong các ngành nhỏ của design thì theo ngành nào thì sẽ dễ xin việc hơn ạ? Cái này chắc là nhờ Dung trả lời vì trường Dạ chị thì không vâng. có một cái ngành học, BC cũng không có ngành học về về design. Dạ em cảm ơn chị Vân. Thì thứ nhất, thật ra design, thật ra như chị Vân có nói trong bài thuyết trình của mình và cũng như là kinh nghiệm của Dung, thì không có ngành nào là khó xin việc cả. Tất cả các ngành đều có khả năng xin việc, chỉ rằng là cái sự cố gắng, cái đam mê của các bạn, cái sự kiên trì của các bạn nó như thế nào. Sẽ có những bạn apply 20 job, 30 job, không có một cái interview nào, các bạn bỏ cuộc và các bạn nói rằng là ngành này khó xin việc quá. Nhưng các bạn không hiểu rằng là để mà xin được một công việc hoặc là để có được một interview thôi, nhiều khi mình sẽ phải apply tới 200 chỗ, 300 chỗ là điều rất bình thường. Thật sự là ngành design có rất là nhiều công việc. Ví dụ như ngày hôm nay, để mà thiết kế được cái phông nền ở đằng sau mình đi, cũng còn có một cái người designer thiết kế bất cứ một cái thứ gì, UX UI design bây giờ mình cũng biết là phone điện thoại, app app điện thoại là một cái ứng dụng phổ biến, và trong tương lai chắc chắn là nó còn 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 phát triển hơn nữa. Thì tất cả các ngành design đều có khả năng, tuy nhiên design thường các bạn sẽ phải làm việc theo project hoặc là freelancer chẳng hạn là như vậy. Thì đó là lý do vì sao bên trường Humber sẽ thiết kế cái ngành design của mình không chỉ là đào tạo chuyên sâu về cái mặt gọi là nghệ thuật, là cái mặt art á, mà trường sẽ đào tạo chuyên sâu cho các bạn về mặt management nữa, nên thế là các bạn có cơ hội để mà tự mở công ty riêng cho mình, tự gọi là start up một cái business cho mình. Về các mặt là HR, tài chính, kế toán, thị trường, marketing thì trường sẽ đào tạo cho bạn về về vấn đề đó. Còn thực sự là nếu như mà bạn có đam mê, bạn kiên trì, chắc chắn là sẽ có việc làm. Em cảm ơn câu trả lời của chị Dung. Câu hỏi tiếp theo dành cho chị Dung đấy là bạn Bình Lê có đặt câu hỏi. Bạn đã có bằng đại học về Economics và làm trong ngành SCM. Trường Humber không biết có đào tạo ngành này sau đại học không? Và nếu không có thì ở Ontario nên học ngành này ở trường nào? Thì chắc là nhờ chị Dung sẽ trả lời câu hỏi này giúp em ạ. Bên trường Humber có đào tạo ngành Supply Chain Management hệ sau đại học, thì đây sẽ là chứng chỉ sau đại học 1 năm.
Yêu cầu đầu vào sẽ là IELTS 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6 chấm, bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị. Câu hỏi tiếp theo của bạn Phượng Nguyễn. Hiện tại bạn đã tốt nghiệp và đi làm về ngành y. Bạn tốt nghiệp bác sĩ y tế dự phòng với GPA là 2.8 trên 4 và IELTS 6.0. Bạn cũng có kinh nghiệm về health data và bạn đang làm ngoài ngành HIM. Thì bạn ấy có thể học postgrad của ngành nào khác để có cơ hội công việc và định cư hay không ạ? Câu hỏi này nhờ chị Vân và chị Dung sẽ trả lời giúp em. À, tức là ý ở đây là bạn ấy đã học tốt nghiệp một cái ngành rồi đúng không? Và bây giờ thì Dạ, bạn ngành y ạ. Vâng. đã học ngành y. Nếu như mà em đã học ngành y rồi thì ví dụ như em quan tâm, em muốn học như là ví dụ như chắc là chẳng hạn như em đã học y rồi thì bây giờ em vẫn cứ đi lên theo y, em học về ngành health, về health information management. Chị nói với em là dễ định cư này, lương cao, lại còn dễ tìm việc nữa, trường cam kết là tìm việc được 3 tháng. Và không, ngành này thì không phải ai cũng học được. Những cái bạn nào mà đã tốt nghiệp về đại học về y, về dược, hoặc là những cái chuyên ngành về y dược y sinh thì mới nộp được cái ngành này. Vậy thì bây giờ em đang có một cái xuất phát điểm rất là thuận tiện rồi, nếu như mà em vẫn còn yêu thích cái ngành nghề này và em không muốn lãng phí cái thời gian em đã học ở Việt Nam. Vậy thì em cứ mạnh dạn chọn cái ngành này để theo học. Chỉ có điều là cái ngành này nó chỉ khai giảng vào tháng 9 hàng năm và em phải học foundation vào tháng 5 hàng năm. Thì cái foundation này tháng 5 của năm tới thì nó đã hết rồi. Nếu như mà em thực sự quan tâm ở Dark Love thì chỉ có thể chờ đến năm 2026 thôi. Đó. Cảm ơn chị Vân. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Bùi. Bạn hỏi là khóa postgraduate về ngành health data thì sẽ được thiết kế có thực hiện project hay là tạo kinh nghiệm gì để dễ xin việc làm cho học sinh hay không ạ? Cái ngành chương trình sau đại học về health data thì bọn chị không có, Dung có ngành đấy không? Dạ không. Đối với chương trình sau đại học mà những bạn nào mà học liên quan tới y hoặc là tới sức khỏe thì bên Humber có một ngành gọi là Addiction and Mental Health, là dành cho gọi là đi ra và có thể giúp đỡ những người có vấn đề về tinh thần, gọi là sức khỏe tinh thần. Thì nếu như mà mọi người để ý sau đợt dịch Covid ở bên nước ngoài Canada sẽ có rất là nhiều người có vấn đề về tinh thần, thì bạn nào mà có background về y, về sức khỏe thì có thể cân nhắc ngành này. Em cảm ơn chị. Có bạn Phương Minh đặt câu hỏi là cơ hội xin việc của ngành Financial Economics hoặc là Project Management sẽ có nhiều cơ hội ở Canada không ạ? Câu hỏi này chắc là nhờ chị Vân sẽ phản hồi giúp em ạ. Thực ra là như này em ạ, nếu như mà gọi là thực ra là như này nhé, cái project management nó là một cái kỹ năng chứ không phải là một chuyên ngành, nó không phải là một chuyên môn. Ví dụ như là trước đây em đã từng tốt nghiệp một cái trường về ví dụ như là xây dựng đi, xong rồi em lại biết kỹ năng về quản lý dự án thì cái cơ hội tìm việc của em nó sẽ tăng lên rất 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 nhiều lần. Nhưng nếu như em chỉ có một cái về project management thôi thì chị e rằng là nó chỉ mới chỉ là kỹ năng chứ chưa phải là chuyên môn. Thì lúc nào bọn chị khi mà tư vấn cho học sinh đó là gì, khi mà em chọn một cái ngành nghề nào ấy, mà khi nói cái ngành nghề đấy lên là người ta phải biết được ngay cái công việc tương lai của em là gì, và em nên có một cái ngành chuyên môn. Ví dụ như hiện tại bây giờ có rất là nhiều bạn sinh viên thì bạn chọn ngành, ví dụ như bạn bảo là chị em chọn quản trị kinh doanh, nhưng mà quản trị kinh doanh cũng là một cái từ rất chung chung đấy, hay là em chọn một cái ngành về cử nhân, về quản lý cũng là rất là chung chung đấy. Cho nên là cái chị muốn ở đây là gì, em phải có kết hợp với một cái chuyên môn nào đấy, mình phải có một cái chuyên môn nào đấy, sau đó thì em lại học thêm một cái bậc chương trình sau đại học về project management, tức là về quản lý dự án, thì cái cơ hội tìm việc của em nó rất là cao. Hiện tại bây giờ thì hầu hết là các cái chương trình ở bên nước ngoài cũng như là Việt Nam họ sẽ chia ra làm nhiều dự án nhỏ, và mỗi một cái dự án nhỏ như vậy thì sẽ giao cho một người để quản lý. Thì nếu như em có chuyên môn cộng với kỹ năng quản lý nữa thì rõ ràng là cái cơ hội tìm việc của em nó sẽ cao hơn. Thế còn em đang nói về cái economic với cả cái gì nhỉ? Financial economics chị ạ, nghĩa là tài chính. Nhưng mà economic thì ở đây nó lại thiên về nghiên cứu chứ không phải là Đúng. business nhé. Đấy, cho nên là hai cái này nó sẽ là hai cái phạm vi, nó hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như finance là tài chính này, còn economic nó là về kinh tế, nhưng mà học economic thì nó lại về thiên về nghiên cứu nhiều hơn, tức là dòng tiền của em lên, tiền tệ quốc gia lên hay xuống hay là theo chiều hướng nào thì các em học về economic. Còn nếu mà finance thì nó lại thuộc về business, tức là thuộc về theo kiểu như là về kinh doanh, về kinh tế kinh doanh á. Đấy, cho nên là nếu mà em học về finance thì ở Vancouver nó sẽ dễ dàng, tức là nó là một
tức là em học về kế toán ấy, à, về tài chính ấy, thì chị phải trả lời em là nếu mà so với accounting với cả finance nhá, thì ở Vancouver ấy finance khó tìm việc hơn accounting, nhưng mức lương của nó thì lại cao hơn accounting rất nhiều. Ví dụ như accounting nó chỉ dao động tầm khoảng 50, 55 cho tới 60 thôi, thì finance nó phải là 65. Nhưng mà bởi vì sao, để nhưng mà khó tìm việc hơn, và những cái công việc liên quan đến finance thì hầu hết đều là những cái công việc chủ chốt trong công ty. Đó. Hy vọng là chị đã trả lời được câu hỏi của em. Dạ, em cảm ơn chị Vân. À, câu hỏi tiếp theo của bạn Hà Linh Vũ dành cho chị Dung, trường Humber, là ngành nhạc ở trong trường mình thì có những chương trình nào ạ? Có rất là nhiều chương trình liên quan tới nhạc, là ví dụ như là về nhạc cụ thì sẽ có rất là nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về từng nhạc cụ khác nhau. Ví dụ như mà bạn nào thích học về nhạc nhưng mà chưa có kỹ năng chuyên sâu thì các bạn có thể tham khảo qua ngành kiểu introduction, thì ngành này sẽ là diploma. Thì đây là sẽ dạy cho các bạn những cái kỹ năng cơ bản chung về về nhạc cụ, và cũng có về hát, về điều âm phối khí. Có một ngành cử nhân của music luôn, Bachelor of Music, thì ngành này là sẽ dạy cho các bạn ví dụ như là cũng có kỹ năng về kinh tế, là ví dụ như tự mở phòng thu như thế nào, làm production âm nhạc như thế nào, hòa âm phối khí như thế nào, thì có rất là nhiều. Thì nếu như mà bạn nào muốn tham khảo chi tiết thì cứ đánh là Humber Music thì sẽ ra một trang thông tin, thì ở đây các bạn có thể nhìn được những cái ngành nào liên quan tới âm nhạc. Mỗi ngành sẽ có một cái course outline là các bạn sẽ học từng môn gì trong cái ngành này. Cảm ơn chị Dung. À, câu hỏi tiếp theo dành cho chị Vân. Bạn Lê Thanh Tùng có đặt câu hỏi là chương trình MBA tại Douglas College thì học có chương trình như thế nào và cơ hội việc làm ở ngành này ạ? À, chào Tùng, câu hỏi chị cũng phải chia sẻ với em một chút là tất cả các cái trường college ở Canada thì sẽ đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học. Còn university thì mới đào tạo bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Cho nên câu hỏi của em thì hiện tại là chắc là chỉ đào tạo bậc sau đại học thôi chứ không đào tạo bậc MBA. Tùng ơi, tiếc quá. Dạ vâng. À, câu hỏi tiếp theo dành cho chị Dung ạ. À, bạn bạn Cường có hỏi về ngành kỹ thuật xây dựng trường Humber có dễ xin việc và định cư không? Thì ở câu hỏi này thì có thể bạn có hướng hỏi về ví dụ chương trình co-op hoặc là thực tập hưởng lương á chị, thì nếu mà có thì nhờ chị Dung hỗ trợ giúp em nhé. Về xây dựng thì bên Humber sẽ có ngành cao đẳng nâng cao và đại học. Thì ví dụ như một cái ngành cao đẳng nâng cao của bên Humber mà liên quan tới xây dựng khá là ok trong vấn đề là xin việc sau này cũng như là định cư sau này, thì là gọi là Civil Engineering, Civil Technology and sorry, Civil Engineering thì gọi là giống như là xây dựng dân dụng, như là các công trình cầu đường, xử lý nước thải, ống thoát nước, rồi hệ thống nước sinh hoạt cho người dân. Thì ngành này chị thấy là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có được việc làm bên Humber khá là cao, khoảng hơn 80%. Và một ngành cử nhân là như chị nói, có giới thiệu lúc ban đầu là Sustainable Building Engineering, thì ngành này hầu feedback là 100% các bạn có được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Có một phần thứ hai của câu hỏi này đúng không ta? Dạ là cơ hội định cư ạ. Thì cơ hội định cư, thật ra chính sách định cư Canada thay đổi rất là chóng mặt. Ngày hôm nay họ ra chính sách này, nhưng qua một đêm sáng mai mình ngủ dậy cái chính sách đó thay đổi, chính sách đó không còn nữa là chuyện rất bình thường. Nên thế chị luôn khuyên tất cả các bạn đừng chạy theo ngành nghề hot dễ định cư tại hiện tại, vì mình học phải học 4 5 năm nữa, mình vừa học mình vừa đi làm 4 5 năm nữa mình mới nói được đến câu chuyện định cư, thì mình không biết 4 5 năm nữa cái chính sách định cư đó đó còn hay không. Thì bây giờ trước mắt mình tìm một cái ngành phù hợp nhất với năng lực của mình thích cái ngành đó, mình đam mê cái ngành đó, và cái mục đích gần nhất của mình sẽ là cái là khả năng kiếm việc sau khi tốt nghiệp. Thì thật sự ngành nghề liên quan tới xây dựng tại Canada đang rất là phát triển vì tình trạng thiếu nhà. Nên thế bây giờ mà các bạn có cơ hội qua Canada hoặc là đọc trên báo chí thôi, thì các bạn thấy là có những cái dự án xây dựng condo hoặc là các chung cư cao cấp liên tục được mọc ra, và
người dân nước ngoài người ta cũng đổ tiền vào Canada với mục tiêu là muốn mua nhà, muốn định cư rất là cao, nên thấy cái nhu cầu xây dựng trong tương lai sẽ khá là phát triển. Cảm ơn chị. Có bạn Quang Ngô đặt câu hỏi. Bạn đã tốt nghiệp đại học y khoa cách đây 15 năm. Vậy có thể đăng ký vào ngành chương trình của chương trình nào để có khả năng định cư không ạ? Xin chào em, thì thực ra là em đã tốt nghiệp 15 năm, thì trong 15 năm đó là em đều đi làm việc liên quan đến lĩnh vực y đúng không? Thì nếu như mà em muốn ý, thì như chị nói là chắc là chẳng hạn thì chỉ có đúng một cái chuyên ngành về Health Information Management thôi. Em hoàn toàn có thể nộp hồ sơ cho cái ngành này. Nếu như mà em học về y khoa, tức là khi mà em ra trường em làm cái công việc là khám chữa bệnh ý, thì khi mà sang học ở chọn ở Douglas đối với cái ngành về quản lý dữ liệu sức khỏe thì công việc của em không phải là khám khám bệnh trực tiếp cho bệnh nhân nữa, mà em chỉ là quản lý thôi. Tức là như này, như một cái bệnh viện để có thể tồn tại phát triển được thì nó dựa vào hai cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là chính là đội ngũ bác sĩ để khám chữa bệnh cho bệnh nhân, và đội ngũ thứ hai đó chính là đội ngũ về quản lý bệnh viện, điều hành, quản lý điều hành để sao cho cái bệnh viện đấy nó phát triển. Thì em sẽ nằm ở trong cái đội ngũ thứ hai. Thì chị cũng không biết là sau 15 năm rồi ra trường thì em làm lĩnh vực gì. Nếu như em là khám chữa bệnh và em thực sự thích cái công việc đấy thì chị nghĩ là em vẫn ngành y ở Việt Nam cũng rất được đánh giá cao, thì em cứ tiếp tục học, tiếp tục làm việc ở Việt Nam. Còn nếu như mà em muốn thay đổi một cái gì đó để thay đổi, hay là muốn tìm kiếm cái cơ hội định cư ở Canada, thì em có thể chọn cái ngành, cân nhắc để chọn cái ngành về Health Information Management. Em cảm ơn chị Vân. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Bảo Nghi là nếu như bạn học ngành cao đẳng giáo dục mầm non tại trường Humber, như chị Dung trả lời giúp em, thì bạn có được cấp giấy phép làm việc luôn không ạ? Tức là trường cấp hay là cái quy trình xử lý như thế nào đấy ạ? Thì nhờ chị Dung phản hồi giúp em. Bạn sẽ phải đăng ký qua gọi là một một cái hệ thống của một cái hệ thống quản lý về bảo mẫu mầm non của tỉnh bang Ontario. Thì chị tin rằng là bên BC nó cũng sẽ có một cái hệ thống như vậy. Thì trường Humber đối với chuyên ngành đó là được recognize bởi cái hệ thống đó, nên thế là ra bạn chỉ cần đăng ký kiểu như là membership, và mỗi năm là bạn sẽ đóng khoảng một bao nhiêu đó tiền, khoảng và chị nghĩ là tầm khoảng 100-200 đô hoặc là tầm 500 đô đổ lại để mà duy trì được cái bằng đó. Em cảm ơn chị. Câu hỏi của phụ huynh của bạn Mai Hoa là về điều kiện săn học bổng. Tức là phụ huynh không hỏi về học bổng giá trị cao, nhưng mà phụ huynh muốn hỏi về những cái học bổng đầu vào của trường ạ. Thì không biết là có những cái điều kiện cụ thể như thế nào về việc có để đạt được những cái học bổng đầu vào của trường không ạ? Thì nhờ hai chị trả lời giúp em ạ. Đối với Douglas để xin được cái học bổng thì dựa trên hai cái yếu tố đầu tiên, đó là cái điểm GPA lớp 10, 11, 12 hoặc là cái điểm GPA của đại học. Và cái thứ hai đó là điểm IELTS là trên 7.0, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Ngoài ra nữa thì để đạt được cái mức học bổng nó lên tới 2.500 á, thì học sinh sẽ phải làm một cái bài, gửi một cái bài, hai cái bài statement, personal statement gửi cho trường. Một cái là giới thiệu về bản thân mình thôi, và một cái thì nói cho trường biết rằng là nếu như mà bạn học ở Douglas thì Douglas có thể hỗ trợ gì được cho bạn, cũng như là bạn nghĩ rằng là bạn cái tức là trường muốn nghe xem là tại sao bạn lại chọn Douglas để đi học. Đấy, thì trường muốn muốn biết cái phần đó thì chỉ cần có hai cái bài personal statement, hãy kèm theo hai cái bài essay đấy nữa, thế thôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Câu hỏi tiếp Dung. theo. À nhờ chị Dung trả lời giúp em về phần học bổng của trường, em xin lỗi. Thì học bổng ở bên Humber cũng sẽ chỉ dựa vào điểm GPA, đặc biệt là GPA lớp 12. Thì đối với học bổng đầu vào của hệ diploma và advanced diploma, Advanced Diploma là 2.000 đô Canada cho mỗi bạn. Thì cái này là trường sẽ dựa vào điểm GPA xét từ cao xuống thấp, và tới số lượng nhất định thì trường sẽ cắt. Nên thế là cố gắng điểm GPA lớp 12. Còn đối với học bổng đầu vào của hệ cử nhân là dành cho bạn nào mà vào trực tiếp sau sau trung học phổ thông, vào trực tiếp hệ cử nhân của bên trường, thì cũng xét theo điểm GPA. Và cái này là không giới hạn số lượng, thì các bạn sẽ không cần phải có một bài giải trình hay là thư giới thiệu của thầy cô, chỉ chú trọng vào xét điểm GPA. Cảm ơn chị. Có bạn Quang Ngô đặt câu hỏi dành cho chị Vân. Ngành Health Information ở Douglas thì cần học mấy năm và điều kiện như thế nào? Có được đem cả gia đình theo không? Và cơ hội việc làm như thế nào nếu như mình là dân nhập cư ạ?
nhờ chị tư vấn giúp em. Ở trả em, bởi vì em hỏi về gia đình đúng không, cho nên chị đoán là em sẽ chọn chương trình sau đại học. Nếu mà chương Dạ. trình sau đại học thì em sẽ học tầm khoảng độ là 2 năm rưỡi. Tại sao lại là 2 năm rưỡi? Bình thường nó chỉ cả 2 năm thôi, nhưng mà còn một cái chương trình foundation nó kéo dài 4 tháng nữa, cho nên là nó thông thường thời gian học sẽ là 2 năm rưỡi. Thì quy định của Canada em thấy là hiện tại bây giờ nó cũng đã có một chút thay đổi. Nếu như em mang vợ con, mang gia đình sang, câu trả lời là hoàn toàn được. Hoàn toàn được. Nhưng nếu như mà trước kia vợ em sang thì được đi theo dạng là open visa, tức là được phép đi làm full time ấy, thì bây giờ vợ em chỉ đi theo diện là đi du lịch là 6 tháng rồi sau đó mà không được đi làm. Đấy. Thế còn như con thì sao? Con thì nếu như mà em có con trên 6 tuổi tức là học lớp 1 ấy, thì em sẽ con em sẽ được đi học miễn phí ở bất kỳ trường high school nào tại Vancouver. Em sẽ chọn một cái trường nào nó gần với cả cái nhà em thuê để tiện trong cái việc đưa đón con đi học. Nhưng lưu ý là vợ thì sẽ không được đi làm như ngày xưa nữa, mà bây giờ thì vợ chỉ sang là không, nếu mà vợ em đi làm này là mà bị phát hiện ra là bị sai phạm đấy nhá, cho nên đừng dại mà lách luật như vậy. Vợ chỉ sang thì đúng nghĩa theo kiểu là đi cùng chồng thôi, chăm con thôi đấy. Dạ, em cảm ơn chị Vân. Câu hỏi em dành cho chị Dung là có bạn có chị Phương Nga đặt câu hỏi là chị đã 46 tuổi và tốt nghiệp chương trình thạc sĩ rồi. Chương trình thạc sĩ về dược ạ. Thì không biết là có cái chương trình nào sau đại học nữa để có thể phù hợp với cái tấm bằng thạc sĩ dược của chị không ạ? Thì như em có chị, em chào chị Nga, thì như em có chia sẻ lúc ban đầu là bên trường Humber sẽ chỉ có một cái ngành mà em thấy sau đại học là phù hợp nhất đối với background của các anh chị học liên quan tới y là addiction and mental health. Còn thật sự cái này là chia sẻ chân thành của em, như chị Vân có nói, với một cái background và một cái kinh nghiệm quá lâu năm trong nghề dược và nghề y, em thấy là môi trường Việt Nam tốt hơn nhiều. Em cảm ơn câu trả lời của chị Dung. Câu tiếp theo thì em xin phép được hỏi chị Vân. Bạn Trang Đinh có hỏi về sự khác nhau giữa ngành supply chain và ngành logistics. Thì Vancouver là địa điểm mà rất là tốt về hai ngành này rồi, thì nhờ chị Vân trả lời giúp em ạ. Thực ra là hai cái ngành này nó khác nhau một chút xíu, tức là nó vẫn có liên quan đến nhau và nó vẫn nằm ở trong nhau, nhưng mà cái logistics ấy, tức là logistics là em lo về cái vận tải hàng hóa. Thế còn supply chain là cung cấp chuỗi cung ứng, ví dụ như trong một cái công ty đi, họ sẽ cần cái sự tồn tại của một công ty, họ lại sẽ cần những cái vận chuyển này, hàng hóa này, kho bãi này, thì cái logistics nó nằm trong cái chuỗi chuỗi cung ứng đó. Tức là một công ty để có thể nó gần như là nó chiếm đến 2 phần 3 cái hoạt động của công ty, thì còn cái logistics nó chỉ là liên quan đến một phần ở trong cái supply chain thôi, là nó là vận chuyển, là kho bãi. Thì cái quản lý chuỗi cung ứng là từ việc em phải đi tìm đối tác, rồi em phải lo cái khâu vận chuyển, rồi em phải tập kết cái hàng hóa của em ở đâu, ở kho bãi nào, rồi sau đó từ cái hàng hóa đấy em lại cung cấp cho một bên khác nữa, thì đó là một cái chuỗi, nó là một cái nên người ta gọi là chuỗi cung ứng là như vậy, cung cấp và ứng, tức là nhận và xuất. Đấy, còn nếu như mà supply chain nó chỉ là một phần ở trong cái supply trong cái logistics chỉ là một phần trong cái supply chain thôi. Cho nên đó là lý do vì sao mà trường người ta sẽ đào tạo là gì, supply chain management, chứ người ta không có đào tạo logistics, bởi vì trong cái quá trình em học supply chain management thì em đã được học cái logistics rồi. Em xin đặt câu hỏi cho chị Dung. Câu hỏi của bạn Chí Đào là nếu như bạn có vợ và một và con nhỏ 1 tuổi và dự định qua Canada du học về mảng master hoặc là chương trình sau đại học của chương trình Data, thì không biết ngoài chi phí ăn uống đi lại thì chi phí trông trẻ ở Canada thì không biết là như thế nào ạ? Bạn con của bạn là 1 tuổi ạ. Cái này là thật sự là chị không có nhiều thông tin cho lắm. Nhưng mà nếu như mà con mà khoảng 1 tuổi có nghĩa là hình như bạn sẽ chưa có được đi học nhà trẻ. Nên hết là một là phải có người trông trông bé trong cái thời gian đó. Còn nếu như mà đi gửi tư nhân ở bên ngoài thì có thể khá là cao tiền, nhiều khi là khoảng tầm 20-30 đô một giờ. Đó là lý do vì sao mà vợ chồng ở bên Canada hay hay gọi bố mẹ ở Việt Nam qua trông các bé, cái lúc mà các bé trong cái giai đoạn đầu mà chưa có được đi
đi học nhà Nhà trẻ. trẻ, Vâng. tại vì cái tiền mà gửi ở bên ngoài, gửi tư ở bên ngoài nó sẽ cao. Thì chị nghĩ rằng là nếu như mà sinh sống cá nhân một mình tại thành phố Toronto thì nó sẽ dao động là khoảng tầm 1.500 tới 1.700 đô Canada một tháng. Thì nếu như mà một gia đình hai người lớn và một em bé như vậy thì nó chắc là khoảng tầm 3.000 đô Canada một tháng đổ lại. Ở đây các bạn chị xin lỗi là cắt ý một tí, đó là các bạn phải lưu ý nhá, ở bên Canada ấy, trẻ con ấy không phải là 1 tuổi đâu nhá, mà dưới 12 tuổi mà em để cho nó ở nhà một mình là em còn không được cơ. Ví dụ như Việt Nam đúng không, nhiều khi bố mẹ đi làm xong rồi hè này này, con mình có khi học lớp 1, lớp 2 thôi, cứ cho nó ở nhà xong rồi theo dõi nó qua camera, ví dụ như vậy. Nhưng bên nước ngoài ngay cả dưới 12 tuổi nhá, mà em chỉ có đi đổ xăng thôi, em biết không, là con em để ở trong xe ô tô và em đi ra ngoài em đổ xăng thôi, mà nếu như công an cảnh sát mà biết là em cũng bị phạt nữa cơ. Mặc dù là em thì chỉ là đi ra ngoài để em lấy cái em đi đổ xăng thôi, cái vòi xăng để em cho vào xe thôi, nhưng em không được phép để con em trong xe ô tô một mình luôn. Đấy, chứ đừng có nói là con dưới 1 tuổi, cho nên là cái này cũng phải rất là cân nhắc ha. Dạ vâng. Em cảm ơn câu hỏi của cả hai chị ngày hôm nay. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn để có liên quan đến chương trình của Douglas Humber, hoặc là cũng những câu hỏi thì cũng không có liên quan. Thì em xin phép là với các vị phụ huynh và các bạn học sinh là mình sẽ có thể liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn viên của IDP để các bạn có thể thông tin và cung cấp những cái thông tin cụ thể nhất đến với chương trình mà mình mong muốn mình tìm hiểu. Thì xin phép là buổi cái phần Q của em ngày hôm nay, Q&A của em ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây ạ. Dạ, cảm ơn chị Diệu, cảm ơn chị Dung và chị Vân đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích dành cho những cái bạn mà đã đặt câu hỏi ngày hôm nay. Thì hội thảo của chúng ta thì cũng đã tới cái thời điểm kết thúc, và cảm ơn quý phụ huynh và chị Vân, chị Dung đã đồng hành cùng với IDP ngày hôm nay. Thì em cũng xin được phép giới thiệu về triển lãm du học tháng 10 2024 của IDP. Đây là một trong những ngày hội triển lãm du học lớn nhất do IDP tổ chức tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang. Nên là quý phụ huynh, các bạn và các em học sinh nếu như đang quan tâm đến chương trình du học các nước Úc, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand có thể lưu lại thông tin để mình có thể tham gia hội thảo ngày hôm đó nhé. Em xin cảm ơn mọi người ạ. Rồi, xin cảm ơn IDP đã tổ chức buổi webinar ngày hôm nay. Thực ra thì hiện tại giờ đấy đang rất là nhiều các câu hỏi quan tâm đúng không? Nên là cảm thấy vui lắm. Nếu như mà các bạn mà vẫn chưa có những cái câu hỏi và chưa được trả lời thì cứ gửi email tới cho các bạn tư vấn của IDP. Sau đó thì các bạn tư vấn IDP sẽ làm cầu nối để gửi đến cho Douglas và Humber. Chắc chắn là chúng tôi sẽ rất là vui lòng để rất là vui và rất là hạnh phúc để được trả lời các câu hỏi của mọi người ạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, Dạ, em cảm ơn các chị. xin cảm Dạ, ơn em cảm ơn mọi người. IDP và mọi người đã tham gia vào buổi sáng ngày hôm nay. Dạ.